ở cái chỗ này. À, tuần trước thì chúng ta đang dừng ở chỗ lọc trong và làm trong siro đơn, được chưa? Tức là chúng ta vừa kết thúc xong phần siro đơn. Thì bây giờ chúng ta học qua phần kế tiếp, đó là chúng ta học qua cái phần siro thuốc, được không? Rồi thì đối với siro thuốc á, thì các bạn cần nắm gì? Thứ nhất đó là các bạn nắm được cái sự khác biệt giữa siro thuốc và siro đơn. À, đối với siro đơn á, thì siro đơn, các bạn ghi chú lại ha, siro đơn nó là nguyên liệu. Người ta chỉ xem nó như là nguyên liệu thôi. Còn siro thuốc thì người ta mới xem nó như là thành phẩm. Tại sao lại có sự khác biệt này? Đó là bởi vì siro đơn á, thì khi các bạn coi cái thành phần của nó, thành phần của nó chỉ gồm có hai thành phần, đó là thành phần nước cộng với đường. Được chưa? Như vậy khi các bạn hòa tan đường vào trong nước, như vậy lúc này nó chưa có dược chất. Cho nên nó chỉ sử dụng như là nguyên liệu dùng để điều chế siro thuốc. Rồi nó chỉ sử dụng như là những cái chất tạo vị ngọt trong các chế phẩm lỏng khác. Ví dụ như là các loại dung dịch thuốc, rồi hỗn dịch, nhũ tương. Hoặc là làm với vai trò là tạo vị ngọt và kích dính khi các bạn làm cốm, làm thuốc viên, vân vân. Được chưa? Nó chỉ được xem như là nguyên liệu. Và khi các bạn học, các bạn vẽ nhẹ thì nó sẽ là nhẹ nguyên liệu. Rồi còn siro thuốc. Siro thuốc thì lúc này nó khác ở chỗ đó là nó đã có thêm dược chất. Và khi có thêm dược chất lúc này nó có tác dụng dược lý thì chúng ta xem nó như là thành phẩm. Và trong quá trình làm á, thì chúng ta cũng cần chú ý về cái vấn đề dược chất có bị hư hay không. Được chưa? Như vậy cái này là cái cần chú ý đầu tiên. Khi hỏi trắc nghiệm người ta cũng rất là dễ đánh lừa các bạn ở cái chỗ này. Chẳng hạn như hỏi trắc nghiệm chỗ này người ta có thể lừa. Người ta đưa ra những cái phát biểu ví dụ như là siro đơn là một thành phẩm dùng để trị gì đó là các bạn biết là nó có vấn đề, được chưa? Rồi tiếp theo là giờ chúng ta đi về cái định nghĩa của siro thuốc này. Siro thuốc là một chế phẩm lỏng vị ngọt và có thể chất đặc sánh. Vì chế phẩm lỏng thì thấy rồi, còn vị ngọt và thể chất đặc sánh đó là tại vì nó có nồng độ đường cao. Nồng độ đường của nó từ 54 cho đến 64%, tương ứng với tỷ trọng là 1,26 cho tới 1,32 gram trên ml. Đúng không? Rồi thì ở đây nó cũng tương đối là dễ nhớ. Đó là với nồng độ đường 64% thì tương ứng với tỷ trọng đường nó là 1,32. Cái này chính là nồng độ đường và tỷ trọng của siro đơn. Được chưa? Rồi, còn cái con số 1,26 á, thì nó vô tình nó trùng hợp với đúng cái tỷ trọng của siro đơn ở nhiệt độ sôi 105 độ C. Thì tỷ trọng của nó là 1,26. Cho nên này là vô tình trùng hợp. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần nhớ 54% thôi. Như vậy tại sao lại dao động từ 54 tới 64 thì đến được tới cái phần phương pháp thầy sẽ giải thích cho bạn. Được không? Rồi thường được đóng trong bao bì đa liều. Đương nhiên siro thì các bạn cũng có những cái dạng đơn liều, những cái dạng trong chẳng hạn như các bạn có thể gặp canxum copier, nó cũng là một cái dạng siro thuốc, nó được đóng ở trong cái dạng đơn liều. Tức là lúc này các bạn nó đóng giống như cái ống thủy tinh, các bạn bẻ hai đầu các bạn uống. Được chưa? Rồi, nhân cái trường hợp đó là trường hợp thiểu số. Còn đa phần cái siro á, nó là những cái dạng đa liều, nó đóng trong những cái chai lọ thủy tinh lớn. Chúng ta rót ra, chúng ta uống mỗi lần. Được chưa? Như vậy cái thường á, thì chúng ta hay là bao bì đa liều đóng trong chai lọ thủy tinh. Về ưu nhược điểm thì giúp che giấu mùi vị khó chịu của dược chất. Đây là ưu điểm của nhóm đường. Giúp thích hợp cho trẻ em. Đó là tại vì đây là chế phẩm lỏng có vị ngọt, trẻ em sẽ dễ uống và thích uống hơn. Sinh khả dụng cao, đây cũng là ưu điểm của nhóm dung dịch. Có tác dụng dinh dưỡng, đây là nhờ vào đường, được chưa? Như vậy những cái ưu điểm này thì chúng ta cũng dễ nhớ và dễ suy ra. Như vậy có cái mà chúng ta cần chú ý đây này, đó là ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật và nấm mốc. Nó ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật và nấm mốc nhờ vào gì? Đó là nhờ vào cái tính ưu trương. Khi các bạn dùng đường có nồng độ cao thì đây là một cái dung dịch nó có áp suất thẩm thấu lớn, nó sẽ là một dung dịch ưu trương. Như vậy vi sinh vật và nấm mốc khi nó tiếp xúc với những cái siro thuốc này này là dung dịch ưu trương thì nó sẽ bị mất nước. Và khi bị mất nước nhiều quá thì nó sẽ chết chứ nó không thể phát triển được.
được chưa? À, cái hiện tượng này bình thường chúng ta cũng gặp ở đâu? À, đôi lúc các bạn thấy có nhiều lúc người ta muốn kiểm tra coi mật ong có bị pha loãng hay không á, người ta có thể kiểm tra bằng cái cách người ta cho hành lá vào. À, ở đây là hành lá tươi ha. À, khi các bạn cho hành lá tươi, các bạn cho vào trong những cái mật ong, nếu như mật ong nó còn đậm đặc, tức là nó còn ưu trương á, thì khi các bạn cho hành lá tươi vào nó sẽ bị mất nước. Và khi bị mất nước thì các bạn sẽ thấy nó bị héo, nó bị teo lại. À, như vậy đó là một cách để biết được mật ong có đang bị pha loãng không. Còn nếu như khi mật ong nó bị pha loãng rồi, nó mất, nó giảm bớt cái tính ưu trương á, thì hành lá cho vào nó sẽ không, hoặc là nếu có héo thì nó héo rất là ít, khó thấy. Còn các bạn cho vào các bạn thấy héo rõ ràng thì các bạn biết ở dung dịch này nó còn khá là đậm đặc, được không? Như vậy các bạn chú ý về cái tính ưu trương ở đây. Tuy nhiên á, cái này nó sẽ là ưu điểm, nhưng nó cũng có nguy cơ nó biến thành nhược điểm nếu chúng ta pha chế và bảo quản không đúng. Nếu như pha chế và bảo quản không đúng, dung dịch nó bị loãng, nó không còn tính ưu trương, thì các bạn chú ý đó là lúc này đường nó là môi trường dễ phát triển vi khuẩn và nấm mốc. Như vậy đối với một cái môi trường dễ phát triển vi sinh vật nấm mốc như vậy á, thì cái này nó sẽ dễ hư hơn bình thường. Điển hình đó là các bạn thấy những cái chai lọ siro người ta có nhắc rất là kỹ, đó là khi đã mở ra rót ra uống á, thì không được để nhiễm nước vào bên trong. Nhiều bạn cứ nghĩ là nước nhiễm vào bên trong là có vi khuẩn nó nhiễm vào á. Thì không hạn, chỉ cần các bạn mở, các bạn tiếp xúc với môi trường bên ngoài là nó nhiễm rồi, được chưa? Nhưng mà cái mà khiến cho nước nó nhiễm vào, khiến nó bị hư, nó chính là ở chỗ này. Khi nước nó nhiễm vào khiến siro bị loãng và nó không còn ưu trương nữa, thì đây là môi trường phát triển lý tưởng luôn. Thậm chí khi các bạn học vi sinh, các bạn pha môi trường để các bạn nuôi vi sinh vật, để các bạn cấy nấm, thì các bạn đều thấy là trong môi trường thành phần lúc nào nó cũng có đường. Còn tùy theo chủng vi khuẩn nấm mà chúng ta có thêm những cái thành phần chất béo, đạm, hay là những cái điều kiện kỵ khí vân vân. Nhưng mà thành phần đường lúc nào cũng có, bởi vì đường nó là một cái cung cấp năng lượng, nó thuộc trong cái chuỗi chuyển hóa năng lượng đơn giản trong tự nhiên ha. Rồi, tiếp theo là nó có những cái nhược điểm chung của dạng lỏng thôi. Đó là dạng dung dịch có thì cái thằng siro thuốc nó thuộc nhóm này nó cũng có. Đó là thể tích cồng kềnh, phân liều không chính xác và hoạt chất dễ hỏng. Dễ hỏng thì ở đây là do có dễ xảy ra các phản ứng thủy phân, oxy hóa khử, được chưa? Rồi, tiếp theo đó là nó không phù hợp với bệnh nhân kiêng đường. Nguyên nhân đó là nồng độ đường cao thì không phù hợp cho bệnh nhân đái tháo đường, được không? Tuy nhiên ở đây thì thầy cập nhật cho bạn xíu, đó là khi các bạn đi làm, các bạn thấy có những cái chế phẩm siro người ta vẫn ghi chú là sử dụng được cho bệnh nhân đái tháo đường. Tại sao cũng siro thuốc mà người ta lại ghi là sử dụng được cho bệnh nhân đái tháo đường? Cái chế phẩm ở Việt Nam thì nó khá là hiếm, nó không có phổ biến lắm. Nhưng mà những cái chế phẩm, đặc biệt là những cái chế phẩm siro của nước ngoài, nhiều lúc các bạn thấy có người thân ở nước ngoài gửi những cái thuốc về, trong đó có dạng lỏng siro, xong cái họ còn dặn dò kiểu loại này dùng được cho người tiểu đường đó, cứ an tâm dùng đi, được chưa? Thì ở đây á, thì tại sao nó lại sử dụng được cho người đái tháo đường, thì các bạn chú ý đó là đối với cái định nghĩa nè. Định nghĩa cũ hồi xưa của siro thuốc á, là đây là chế phẩm lỏng vị ngọt thể chất đặc sánh do nồng độ đường saccharo cao. Tuy nhiên á, là từ dược điển Việt Nam năm á, là cái chỗ đó nó bỏ rồi, nó chỉ tới đây thôi, đặc sánh, nó không còn cái câu là do nồng độ đường cao nữa. Lý do đó là bởi vì bây giờ người ta cũng chú ý nhiều hơn, đó là cái số lượng bệnh nhân bị tiểu đường nó nhiều, cho nên khi làm chế phẩm thì phải quan tâm đến những cái nhóm người này. Thì khi làm những chế phẩm quan tâm đến nhóm người này á, thì người ta vẫn thỏa mãn được cái thể chất lỏng, rồi nó có vị ngọt. Như vậy để có vị ngọt thì người ta sẽ sử dụng đường hóa học, ví dụ như là người ta sử dụng aspartame. Khi sử dụng aspartame, đường này nó ngọt hơn cái đường ăn của chúng ta cỡ khoảng từ 180 cho tới 200 lần, được chưa? Rồi, như vậy thay vì các bạn sử dụng 20 gram đường
Các bạn chuyển sang aspartame nó chỉ còn có 0,1 gam đường, giảm rất là đáng kể. Tiếp theo đó là về cái sinh năng lượng. Những cái đường kia khi vào trong cơ thể, thứ nhất nó chuyển hóa thành gluco này, nó ảnh hưởng tới đái tháo đường. Thứ hai là những cái gluco này nó sinh ra được nhiều năng lượng. Còn aspartame thứ nhất nó không chuyển hóa, nó không tạo gluco. Mà thứ hai là khi cái quá trình chuyển hóa của nó, năng lượng sinh ra không không nhiều. Và chính vì cái năng lượng sinh ra không nhiều, nó ít như thế này á, cho nên những cái chế phẩm nước ngọt, ví dụ như là Coca Light, Coca Zero, người ta sử dụng được aspartame rất ít và năng lượng không đáng kể, cho nên người ta quảng cáo là 0 kilocalo. Bởi vì những cái số năng lượng sinh ra nó ít nên khi làm tròn xem như là 0 kilocalo luôn. Được chưa? Như vậy người ta sử dụng aspartame. Còn thể chất đặc sánh á, thì người ta dùng polymer, những cái chất cao phân tử. Khi các bạn sử dụng những cái polymer, những chất cao phân tử các bạn cho vào á, thì sẽ làm cho cái thể chất nó trở nên sánh. Được chưa? Rồi thì đây là cái cách để mà người ta làm ra những cái siro mà có thể sử dụng được cho bệnh nhân đái tháo đường. Được không? Chú ý cái chỗ này, cập nhật thêm xíu. Về điều chế thì ở đây chúng ta có hai cách, đó là hòa tan đường vào dung dịch dược chất và trộn siro đơn với dung dịch thuốc. Thì đầu tiên đó là hòa tan đường vào dung dịch dược chất, thì cách này nó rất là giống với cách làm siro đơn. Rõ ràng siro đơn chỉ có đường và nước, các bạn cho đường và nước đối với phương pháp nguội. Còn phương pháp nóng thì các bạn đun nóng dung dịch, đun nóng nước, các bạn cho đường vào. Như vậy sự khác biệt khi làm siro đơn và siro thuốc là chỗ nào? Đó là khi làm siro đơn á, thì chưa có dược chất, các bạn có thể thoải mái, các bạn dùng nhiệt độ cao, thậm chí các bạn có thể đưa lên 105 độ C cũng được. Được chưa? Rồi, nhưng đối với khi các bạn làm siro thuốc á, thì chúng ta hòa tan đường vào dung dịch dược chất. Như vậy khi các bạn làm thì các bạn cần phải chú ý gì? Các bạn cần phải tính chú ý cái tính bền nhiệt của dược chất. Nếu như dược chất mà nó bền được với nhiệt độ, các bạn có thể đưa lên 80-105 độ C. Nhưng nếu như dược chất kém bền hơn thì các bạn chỉ có thể đun nóng nhẹ, ví dụ như 50-60 độ C. Như vậy thì khi các bạn đun nóng nhẹ thì cái quá trình làm nó chậm, rồi lọc nó cũng chậm. Cho nên đối với phương pháp này á, thì nó cái nhược điểm của nó là chỉ phù hợp với quy mô nhỏ. Bởi vì nó phụ thuộc vào độ bền nhiệt của dược chất, chưa chắc chúng ta gia nhiệt được cao, dẫn đến là quá trình làm nó lâu và chậm. Nhưng ưu điểm của nó đó là khi hòa tan đường trực tiếp vào dung dịch dược chất thì nồng độ đường nó cao, nó có thể lên đến mức tối đa là 64% như siro đơn. Đây là ưu điểm. Phương pháp thứ hai là phương pháp trộn siro đơn với dung dịch thuốc. Khi trộn siro đơn với dung dịch thuốc thì các bạn thấy phương pháp này nó đơn giản. Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị siro đơn riêng. Khi các bạn chuẩn bị siro đơn riêng á, thì rõ ràng các bạn hoàn toàn thoải mái, các bạn đun nóng, các bạn điều chế sẵn nó. Sau đó trộn với dung dịch thuốc. Dung dịch thuốc ở đây á, thì các bạn chú ý á, là thường á, người ta hay trộn với nhau theo tỷ lệ 9-1. Và do lượng dung dịch thuốc dùng ít cho nên người ta đòi hỏi dung dịch thuốc nó phải là những cái dịch chiết đậm đặc hoặc là cao cô đặc dược liệu. Được chưa? Rồi, tiếp theo là tại sao chị trộn theo tỷ lệ 9-1? Đó là tại vì nếu các bạn tăng cái tỷ lệ của dung dịch thuốc lên thì nồng độ đường loãng. Mà nồng độ đường loãng thì nó sẽ trở thành cái nhược điểm ở đây. Dễ nhiễm vi sinh vật, nấm mốc nếu không pha chế và bảo quản đúng. Được chưa? Do đó ở đây á, thì người ta sẽ trộn theo tỷ lệ 9-1. Khi các bạn trộn theo cái tỷ lệ 9-1 này á, thì cái nồng độ đường của nó sẽ tương ứng với con số 54%. Như vậy trong cái định nghĩa các bạn thấy cái con số 54% nó chính là ở chỗ này. Khi chúng ta trộn siro đơn và dung dịch thuốc theo tỷ lệ 9-1 nó sẽ tương ứng với 54%. Như vậy phương pháp này á, nhược điểm của nó đó chính là nồng độ đường thấp. Đây chính là nhược điểm. Nhưng ưu điểm đó là cái việc trộn này nè,
trộn theo tỷ lệ 91. Đây là một cái thao tác cực kỳ đơn giản. Siro đơn thì đun gia nhiệt hòa tan sẵn. Rồi khi chúng ta pha chế thì chúng ta chỉ cần cân đông theo đúng tỷ lệ chúng ta tiến hành, chúng ta trộn. Do đó cái này nó sử dụng được cho cả quy mô nhỏ và quy mô công nghiệp. Được chưa? Như vậy các bạn nắm được ưu nhược điểm của hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất hòa tan đường vào dung dịch dược chất á, thì nồng độ đường cao. Nhưng mà cái cách làm nó phụ thuộc vào độ bền nhiệt của dược chất. Cho nên là nó thường nó chỉ phù hợp cho quy mô nhỏ thôi. Tại vì đôi lúc chúng ta không gia nhiệt được quá nhiều. Phương pháp thứ hai á, thì nó đơn giản hơn. Thì nó phù hợp cho cả quy mô nhỏ và công nghiệp. Những cái nhược điểm của nó là nồng độ đường thấp. Được chưa? Rồi đối với cái công thức này ở đây thì các bạn cho biết đây là siro iodotannin. Thành phần gồm có iodotannin, nước và đường. Như vậy dược chất trong công thức này là gì? Theo các bạn, công thức này có dược chất là gì các bạn? Có bạn thì cho là tannin, có bạn thì cho là iốt và tannin. Thì thật ra các kết quả của các bạn đều là gần chính xác thôi. Chú ý ha, đó là iốt và tannin, hai chất này người ta gọi nó là tiền chất. Tại sao lại gọi nó là tiền chất? Đó là bởi vì hai chất này trong quá trình mà các bạn pha chế phù hợp thì nó sẽ phản ứng với nhau, nó tạo thành iodotannin. Thằng này nó mới là dược chất. Được chưa? Rồi, nó hoàn toàn tương tự như cái bài mà các bạn đã từng học trong thực hành dược khoa 2, dung dịch Lavarac. Trong thực hành dược khoa 2, cái dung dịch Lavarac mà các bạn làm á, thì các bạn cho gì? Các bạn cho chloruvôi và natri carbonat. Hai chất này khi các bạn phối hợp nó phản ứng tạo canxi carbonat và NaCl, NaClO. Thì NaCl và NaClO nó chính là nước Javel. Được không? Như vậy khi các bạn có được nước Javel thì cái nước Javel đó nó mới là dược chất. Ở đây cũng tương tự như vậy. Iốt và tannin nó chỉ là tiền chất thôi. Khi nó phản ứng nó tạo thành iodotannin thì nó mới là dược chất. Nước cất thì ở đây nó là dung môi. Còn đường thì các bạn thấy rồi. Đường nó là tái dược, nó tạo vị ngọt. Được chưa? Rồi đường ở đây thì nó có làm gì nữa? Nó làm tăng độ nhớt. Tiếp theo đó là chúng ta có botio, thuốc pha chế theo đơn. Được chưa? Rồi thì đối với cái dạng này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Thứ nhất, đây là một thuốc nước có vị ngọt, được pha chế theo đơn. Uống từng thì mỗi lần 10-15ml và thời gian sử dụng ngắn. Thì ở đây chúng ta phân tích từng chút một ha. Thứ nhất, nó có vị ngọt. Tại sao nó có vị ngọt? Đó là bởi vì trong công thức nó có chứa một lượng đường nhỏ 10-20%. Và cái vấn đề của nó chính là ở chỗ này. Khi chúng ta có một cái lượng đường nhỏ thì nó chính là cái môi trường dễ phát triển vi sinh vật và nấm mốc. Nó đâu có ưu trương đâu. 10-20% đường thì đây là một đường nhỏ dễ phát triển vi sinh vật và nấm mốc. Như vậy nó sẽ dẫn đến đó là thời gian sử dụng ngắn. Người ta yêu cầu, thực tế là botio pha xong người ta yêu cầu chỉ dùng xong trong vòng từ 1-2 ngày. Và vì dùng xong trong vòng 1-2 ngày, do đó thường á, là người ta chỉ gọi là pha chế theo đơn, tức là pha chế theo y lệnh của bác sĩ. Tức là khi nào mà bác sĩ có yêu cầu thì chúng ta mới tiến hành chúng ta pha. Được chưa? Bởi vì cái hạn bảo quản thì nó không lâu. Cho nên có yêu cầu pha và dùng ngay hết. Mỗi lần chỉ uống từ 10-15ml. Và chúng ta ngày uống gần 2-3 lần. Và dùng trong 1-2 ngày. Cho nên khi mà pha
thì một cái thể tích chúng ta pha, thực tế chúng ta cũng sẽ pha chỉ cỡ khoảng 60 cho tới 250ml thôi. Không pha quá nhiều, bởi vì pha nhiều thì trong vòng 1-2 ngày dùng cũng không hết, mà dùng không hết thì nó lại dễ bị hư. Được chưa? Thì đây là lý do tại sao cái này người ta gọi là thuốc pha chế theo đơn. Thì cái này giới thiệu thêm học biết bởi vì thực tế thì bây giờ cũng chẳng có ai pha này nữa. Bây giờ thì các bạn thấy nhiệm vụ của dược sĩ khi đi bệnh viện á, thì dược sĩ trong bệnh viện cái công việc của họ cũng nhiều chứ không có ít đâu. Từ nè nhập thuốc nè, rồi đưa vào kho, rồi từ kho cấp phát, xong cái phải làm thêm những cái bộ phận bên thầu, rồi thậm chí là có thêm bảo thuốc về nội viện ngoại viện, đó là cấp phát thuốc đó, rồi còn những cái liên quan đến giấy tờ bảo hiểm vân vân. Nhìn chung là bên công việc của dược sĩ khá là nhiều, cho nên thường giờ mấy cái thuốc người ta cũng không có thích những cái thuốc pha chế theo đơn. Bác sĩ cũng vậy. Bác sĩ họ cũng muốn cho bệnh nhân nhanh, họ nhanh, thường họ kê những cái có sẵn, chỉ cần cấp phát ra và sử dụng ngay thôi. Về cái mà pha chế ở trong bệnh viện á, thì thật ra vẫn còn một số nơi còn pha chế. Ví dụ như cái bệnh viện Gia Liễu. Bệnh viện Gia Liễu thì họ vẫn còn pha chế, nhưng không có phải pha chế cái dạng này, mà họ pha chế những cái chế phẩm dùng ngoài, những cái chế phẩm đặc trưng mà ít công ty nào sản xuất á. Ví dụ như là hồn dịch tu hình long nẹo dùng để trị mụn này, rồi những cái chế phẩm hồ nước dùng để trị kiến ba khoang này, thì đôi lúc là bên đó họ vẫn pha chế để cấp phát cho bệnh nhân, rồi có thể là đưa ra những cái nhà thuốc trước bệnh viện để bán. Được chưa? Thì các bạn chú ý mấy này. Tiếp theo đó là chúng ta phân loại. Thì có ba cái dạng botio có cái cấu trúc mà chúng ta cần quan tâm, đó là dung dịch, hỗn dịch và nhũ dịch. Nhũ dịch thì chúng ta còn gọi là nhũ tương á. Thì trong đó cái dạng dung dịch á, thì người ta còn gọi là botio chính danh. Chính danh, chính tên gì cũng là nó. Cái từ chính danh này là tại vì sao? Tại vì khái niệm ban đầu khi đưa ra là người ta đưa ra khái niệm cho cái dạng dung dịch. Nhưng sau này những cái dạng hỗn dịch, nhũ dịch, người ta thấy nó cũng có đường, cũng cần dùng ngay, thì người ta đều gộp vô cái nhóm botio. Tức là những cái này nó phát sinh sau, còn cái khái niệm đầu tiên đưa ra thì là cái này. Cho nên người ta gọi cái dạng dung dịch là dạng chính danh. Lưu ý nha. Rồi về thành phần. Về thành phần á, thì ở đây chúng ta gồm có hoạt chất. Đó là những cái hoạt chất tinh khiết dược dụng. Có thể là dịch chiết toàn phần, cao thuốc. Cao thuốc thì có thể là cao lỏng, cao mềm, cao đặc. Về chất dẫn môi trường á, thì chúng ta có nước cất, nước thơm hoặc là cồn cao độ. Như vậy đây là chúng ta có chất tan, có môi trường. Về các chất phụ thì ở đây chúng ta chắc chắn là phải có vị ngọt. Thì vị ngọt nó tạo ra do siro đơn, hoặc đôi lúc người ta có thể thay thế bằng mật ong. Về chất nhũ hóa và gây thấm thì ở đây cần chú ý nè. Về chất nhũ hóa thì đây là cái chất đặc trưng của nhũ tương, hay chúng ta còn gọi là nhũ dịch đó. Thì nhũ tương các bạn nhớ đây là hệ dị thể lỏng trong lỏng. Như vậy nó gồm có pha dầu và pha nước. Thì để pha dầu và pha nước nó phân tán đều với nhau và nó ổn định thì chúng ta cần cái chất phụ đặc trưng, đó là chất nhũ hóa. Tương tự đó là đối với hỗn dịch. Hỗn dịch là hệ dị thể rắn trong lỏng. Hệ dị thể rắn trong lỏng này có dược chất ở trạng thái rắn, nó phân tán ở trong môi trường lỏng. Và để cho cái dược chất rắn này nó phân tán đều thì người ta cần đến một cái chất đó gọi là chất gây thấm. Như vậy các bạn đánh dấu, các bạn nhớ cái này để đánh trắc nghiệm. Khi các bạn nghe đến chất nhũ hóa, các bạn sẽ nghĩ ngay đến nhũ tương, và chất gây thấm nó là chất hỗ trợ cần thiết cho hỗn dịch. Được chưa? Còn chi tiết cụ thể hơn thì chúng ta sẽ học ở trong bài chế 2. Còn ở đây trong phạm vi bài chế 1 thì chúng ta chỉ cần nắm sơ những cái này thôi. Bởi vì những cái này thực ra chúng ta đã từng học ở trong hóa lý hết rồi. Cái từ chất nhũ hóa, chất gây thấm về mặt bản chất nó chính là những cái chất diện hoạt. Nó được thêm vào trong hệ dị thể để giúp dễ hình thành và bền vững hơn. Được chưa? Rồi, như vậy nó sẽ thể hiện rất là rõ trong cái slide này, và các bạn cũng đánh dấu kỹ. Trắc nghiệm người ta cũng thích hỏi cái này. Đó là đối với trường hợp dược chất rắn không tan, thì lúc này chúng ta sẽ điều chế hỗn dịch rắn trong lỏng đó.
Được chưa? Rồi và khi điều chế hồn dịch rắn trong lọng thì bắt buộc chúng ta phải có chất phụ, tương ứng của nó là chất gây thấm. Tương tự cho dược chất là dẹt, dầu thảo mộc, mỡ động vật, dầu khoáng. Thì đây là pha dầu. Pha dầu thì chúng ta sẽ điều chế thành nhũ tương hay chúng ta còn gọi là nhũ dịch. Nó là hệ dị thể lọng trong lọng và nó đặc trưng bởi chất nhũ hóa. Được chưa? Và cả hai cái này đều là hệ dị thể, cho nên khi pha chế xong thì chúng ta cần phải lắc trước khi dùng. Được không? Chú ý cho thầy cái chỗ này. Như vậy đây là cái trường hợp của hệ dị thể. Rồi những trường hợp còn lại thì sao? Nếu như cái thành phần dược chất của chúng ta là cồn thuốc hoặc là cao lỏng. Cồn thuốc hoặc cao lỏng thì thể chất của nó là thể chất lỏng như nước. Do đó cách điều chế cũng khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần trộn với siro đơn để cho nó tạo vị ngọt hết. Sau đó còn chất phụ gì thì bổ sung vô, ví dụ như chất bảo quản chẳng hạn. Rồi nếu như thể chất của chúng ta là cao mềm và đặc, các bạn chú ý, thể chất mềm và đặc thì lúc này cái thể chất nó sẽ sánh như kẹo mạch nha. Như vậy với một cái thể chất sánh như kẹo mạch nha thì giờ siro thể chất nó cũng sánh. Như vậy các bạn muốn phối hợp nó thì các bạn cần phải thêm cái hỗ trợ. Chứ còn không mà các bạn cứ nghĩ đi, mật ong với cái kẹo mạch nha, hai cái đó mà kêu các bạn trộn với nhau thì biết trộn khi nào nó mới đều. Được chưa? Thì cái hỗ trợ của nó đó là hoặc là chúng ta sử dụng nhiệt độ. Dùng nhiệt độ để những cái này nó chảy ra, nó giảm bớt độ nhớt, chúng ta mới phối hợp được. Cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng một dung môi chung, đó là glycerin. Được chưa? Chú ý, như vậy ở đây khi mà đánh trắc nghiệm hoặc là người ta phát biểu đúng sai, người ta có thể nói điều chế botio từ cao lỏng bằng cách trộn với siro đơn. Đúng. Nhưng mà nếu mà chỗ này mà người ta chỉ ghi là điều chế botio từ cao mềm bằng cách trộn với siro đơn là sai. Nó phải là siro đã được đun nóng, chứ còn trộn với ở nhiệt độ nguội thì nó không được. Được không? Rồi, cuối cùng đó là trường hợp của tinh dầu. Tinh dầu á, thì trước các bạn nhớ cái bài nước thơm, chúng ta có thể điều chế tinh dầu bằng những cách gì? Chúng ta dùng cồn làm dung môi trung gian, dùng chất diện hoạt làm dung môi trung gian, hoặc là chúng ta nghiền với bột tan. Được chưa? Thì ở đây cũng hoàn toàn tương tự, đó là chúng ta sẽ dùng tinh dầu, nhưng mà chúng ta thay vì nghiền với bột tan á, thì chúng ta lợi dụng đó là trong công thức nó có vị ngọt của đường. Như vậy lúc này chúng ta sẽ tách đường ra, chúng ta nghiền tinh dầu với đường. Như vậy cách làm tương tự như với nghiền bột tan. Thứ nhất chúng ta nghiền mịn đường, sau đó cho tinh dầu vào nghiền cho nó thấm. Thấm xong rồi các bạn lấy hỗn hợp này các bạn cho vào trong nước. Khi các bạn cho hỗn hợp này các bạn cho vào trong nước, các bạn khuấy lên thì nó sẽ tan và nó kéo theo tinh dầu nó phân tán ở trong công thức. Thậm chí là đường nó tan được, cho nên chúng ta không cần phải lọc như cái trường hợp của bột tan. Như vậy cái cách làm ở đây nó tương tự như cái công thức dùng nước thơm của bột tan ha. Về lưu ý thì không được lọc đối với hỗn dịch và nhũ dịch, không được lọc. Bởi vì đây là hệ dị thể. Các bạn mà lọc thì chắc chắn nó sẽ bị giữ lại pha dầu và giữ lại chất rắn. Như vậy lúc này nó sẽ mất đi cái dược chất, mất bớt một pha thì nó sẽ bị hư. Rồi còn điều chế trong vòng 1 tới 2 ngày và đóng chai 60 cho tới 250 thì thầy mới giải thích ở ngay chỗ định nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái công thức này nè. Công thức này là công thức của cồn quế botio. Bây giờ các bạn coi á, là cái vấn đề của nó là gì. Lật ra trước này nhìn nè. Cồn quế thì nó là cồn thuốc. Như vậy theo cái kỹ thuật điều chế gợi ý á, là chúng ta sẽ trộn với siro đơn rồi thêm các chất khác. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ thứ tự đó là cồn quế chúng ta cho vào siro đơn, sau đó chúng ta mới thêm vào nước. Như vậy nhưng mà thực tế thì cái phương pháp làm thì thầy gợi ý ở dưới nó lại khác. Phương pháp làm ở dưới thì thầy lại thêm cồn, rồi mới thêm siro, rồi mới thêm nước. Như vậy tại sao thầy lại làm theo cách bên trái mà thầy không làm theo cách bên phải? Theo các bạn.
Theo các bạn tại sao nó lại như thế này? Không phải là tại hòa tan đâu, mà cái khi chúng ta làm thực tế chúng ta phải chú ý. Đó là đối với trường hợp nếu như các bạn mà không trong công thức mà không thêm cồn, các bạn cho cồn quế và siro đơn vào nước. Nó giống theo cái nguyên tắc đó, trộn với siro đơn, sau đó thêm cái chất phụ. Thì với cái cách này á, thì cái từ 4ml pha thành 100ml, tức là nó bị pha loạn 25 lần. Mà các bạn chú ý, cồn quế đó là chúng ta dùng cồn nồng độ cao, thường là cồn 80% trở lên, để chúng ta tách tinh dầu ở trong dược liệu quế. Cụ thể hơn, chúng ta tách tinh dầu và anhydride cinnamide đó, chúng ta tách từ quế để cho nó có mùi thơm vân vân. Như vậy nếu như cái này các bạn pha loạn 25 lần, nồng độ cồn nó giảm mạnh, thì cái phần tinh dầu nó sẽ bị tách ra khỏi công thức. Như vậy lúc này chúng ta không còn dạng dung dịch nữa, được chưa? Và để tránh cái hiện tượng đó thì đầu tiên thầy sẽ thêm cồn vào trong công thức. Lấy cồn quế trộn với 20ml, lúc này nó thành 24. 24 mà các bạn pha ra 100 á, thì nó chỉ pha loạn nó cỡ khoảng 4 lần. Thì lúc này độ cồn nó có giảm nhưng nó vẫn đủ khả năng hòa tan được tinh dầu, cho nên là nó sẽ không có bị tách tinh dầu ra công thức. Như vậy khi chúng ta làm những cái công thức, chúng ta cần phải chú ý thêm những cái yếu tố khác có thể ảnh hưởng, được chưa? Rồi như vậy chúng ta đã xong cái bài siro, bài dung dịch. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần thuốc tim. Dạ lao 5 phút rồi mình vô bài nha các bạn. Bây giờ chúng ta đi đến cái chương chính của chúng ta là chương thuốc tim. Thì chương thuốc tim của chúng ta thì nó gồm có một cái bài đại cương với kỹ thuật bào chế thuốc tim. Đây là phần quan trọng nhất và nó dài nhất. Tiếp theo thì chúng ta có dung dịch thuốc, chúng ta có cái bao bì thuốc tim với các phương pháp tiệt khuẩn. Thì đối với bao bì thuốc tim và các phương pháp tiệt khuẩn á, thì cái phần đó các bạn tự học theo học liệu ha. Trong học liệu có cái phần quay của cái nó đó, tiêu đề ghi là bao bì thuốc tim thôi, nhưng mà nội dung nó có luôn cả cái phần các phương pháp tiệt khuẩn ở trong đó. Rồi bây giờ chúng ta quay lại bài. Ở đây á, thì chúng ta cần có gì? Thứ nhất về định nghĩa thuốc tim. Đây là một chế phẩm vô khuẩn được đưa vào trong cơ thể dưới dạng lỏng, qua đường tim, qua da, niêm mạc, tĩnh mạch bằng y cụ thích hợp, với mục đích phòng, trị bệnh và chẩn đoán. Như vậy ở đây chúng ta coi nè. Thứ nhất, tại sao, câu hỏi đặt ra, tại sao là yêu cầu là chế phẩm vô khuẩn? Được chưa? Rồi, thì ở đây người ta yêu cầu vô khuẩn đó là bởi vì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là độc tính. Mà lý do thứ hai đó là ổn định. Rồi, tại sao lại là độc tính? Thì các bạn chú ý, đó là bình thường á, khi chúng ta sử dụng thuốc qua những cái con đường khác, ví dụ như bôi qua da, hoặc là các bạn vô tình tay các bạn tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Nhưng mà thật sự thì chúng ta không bị ảnh hưởng gì cả. Đó là bởi vì ngoài da của chúng ta nó có một cái lớp tế bào biểu bì sừng, được chưa? Rồi lớp tế bào biểu bì sừng này nó sẽ đóng vai trò là bảo vệ. Nó ngăn không cho những cái yếu tố bên ngoài, ví dụ như là cái yếu tố hóa học nè, bức xạ nè, vi khuẩn nè, nó xâm nhập vào trong cơ thể.
được không? Rồi, như vậy đó là một cái hàng rào bảo vệ. Còn nếu như các bạn sử dụng thuốc đường uống thì cũng hoàn toàn tương tự. Khi các bạn sử dụng thuốc đường uống á, thì lúc này chúng ta sẽ khi đi chúng ta uống vào trong cái đường tiêu hóa thì nó có cái hệ thống pH nè. Được chưa? Rồi ngoại trừ cái hệ thống pH ra thì chúng ta còn có hệ enzyme. Như vậy ở dạ dày thì có pH acid, ruột chúng ta có pH kiềm. Enzyme thì trong miệng chúng ta có enzyme amylase. Ở ruột, dạ dày thì chúng ta có pepsin. Hoặc là khi mà nó đến tới ruột á, thì nó sẽ có cái hệ thống vi khuẩn đường ruột và enzyme đường ruột nó rất là đa dạng. Như vậy nhờ những cái yếu tố bảo vệ này mà bình thường á, thì chúng ta sẽ ít bị, nếu mà có vi khuẩn hay là có những cái yếu tố độc hại nhịn vào nó cũng ít ảnh hưởng lên chúng ta. Được chưa? Đó, thì các bạn chú ý cái điểm này. Rồi, như vậy còn đường tim thì sao? Thì khi so sánh với đường tim á, thì các bạn thấy cái vấn đề nó chính là ở chỗ này. Nếu như các bạn mà sử dụng đường tim thì khi các bạn tiêm vào trong cơ thể, tức là các bạn đã bỏ qua hàng rào bảo vệ, các bạn hoàn toàn bỏ qua những cái hàng rào bảo vệ của cơ thể lúc này. Thuốc thì nó sẽ trực tiếp nó đi vào trong hệ tuần hoàn. Như vậy vi khuẩn nếu có nó đi theo, nó sẽ gây nhiễm trùng, áp xe. Những cái triệu chứng này nó rất là nặng. Được chưa? Như vậy đây là về vấn đề độc tính. Vấn đề thứ hai đó là về vấn đề ổn định. Nhiều bạn sẽ có cái lập luận đó là đó là trong trường hợp lợi nhiễm vi khuẩn nó nguy hại, nó có độc tính. Còn có những cái vi khuẩn nó lành tính, thậm chí chúng ta cũng sử dụng vi sinh trong đường ruột đó. Như vậy nếu như những vi khuẩn không độc hại nó nhiễm vào thuốc thì sao? Thì chúng ta cũng không muốn luôn. Bởi vì lúc này nếu như cái sự phát triển của vi khuẩn á, thì nó có thể khiến cho thuốc của chúng ta nó bị tụ, bị đục, hoặc là nó sẽ làm giảm hàm lượng của dược chất. Do đó ở đây người ta sẽ không thích có cái vi khuẩn nhiễm vào trong thuốc. Như vậy để đảm bảo thứ nhất đảm bảo an toàn, và thứ hai là đảm bảo cái độ ổn định của thuốc, chất lượng của nó, thì người ta sẽ yêu cầu thuốc tiêm vô khuẩn. Được chưa? Rồi cái yêu cầu kế tiếp đó là cái yêu cầu đưa thuốc vào trong cơ thể ở dưới dạng lỏng. Như vậy tại sao lại yêu cầu đưa vào dưới dạng lỏng? Thì ở đây các bạn cũng chú ý nè. Đó là khi phân loại. Thì khi phân loại theo thể chất á, thì chúng ta sẽ có cái dạng mà chúng ta có ở trạng thái lỏng sẵn. Ví dụ như ở đây chúng ta có dạng dung dịch. Nó có thể là những cái dung dịch nước hoặc là những cái dung dịch dầu. Ví dụ như thế này. Đây là cái dạng dung dịch dầu. Nó có thể là nhũ tương. Nó có thể chất trắng đục như sữa. Mà sữa nó cũng là một loại nhũ tương đó. Rồi nó có thể là dạng hỗn dịch rắn trong lỏng. Thì rắn trong lỏng thì nó có thể là bình thường thì nó sẽ như thế này. Những cái dược chất rắn nó sẽ lắng xuống dưới đáy, ở trên là chất lỏng. Trước khi sử dụng chúng ta lắc thì nó sẽ phân tán đều trở lại như thế này để chúng ta dùng. Được chưa? Cho nên là trong cái bài BOTO lúc này có nhắc đó là đối với nhũ tương và hỗn dịch thì cần phải lắc trước khi dùng là vì vậy. Rồi, như vậy nếu như là ở thể chất lỏng thì chúng ta chỉ cần hút đúng cái thể tích chúng ta cần và chúng ta tiêm. Nhưng đôi lúc không phải lúc nào dược chất của chúng ta nó cũng bền trong môi trường. Có những cái dược chất khi chúng ta pha thành nhũ tương, hỗn dịch hoặc là dung dịch thì dược chất của chúng ta nó lại dễ bị hư, nó kém bền. Ví dụ không đâu xa hết đó chính là penicillin. Các bạn thấy đâu có thấy cái dung dịch tiêm penicillin đâu. Penicillin thì bình thường á thì người ta sẽ làm dưới dạng này. Đó là người ta sẽ làm nó dưới dạng rắn, đó là bột, khối xốp hoặc là viên. Nó giống như trường hợp ở đây. Trước khi sử dụng thì chúng ta mới hút, chúng ta cho cái dung môi hoặc chất dẫn vào và chúng ta hòa tan phân tán để tạo thành dung dịch hoặc là hỗn dịch. Được chưa? Rồi thì ở đây các bạn chú ý cho thầy, chúng ta hay nghe cái từ, trong cái bài này chúng ta sẽ nghe cái cặp từ rất là nhiều, xuất hiện tần suất rất là cao. Đó là hòa tan vào dung môi hoặc phân tán trong chất dẫn. Tại sao người ta lại ghi như vậy mà người ta không ghi là một? Thì khi mà hòa tan vào trong dung môi á, thì có nghĩa là cái thằng này đang là dung dịch. Các bạn chú ý. Đối với dung dịch thì chúng ta gồm có hai thành phần, đó là chất tan và môi trường phân tán. Thì khi chất tan là dược chất đó,
môi trường phân tán thì lúc này nó đặt chân bởi cái thuật ngữ gọi là dung môi, được chưa? Còn đối với hụn dịch, đối với hụn dịch á, thì chúng ta sẽ có chất tan, và lúc này chúng ta không có chất tan mà chúng ta có dược chất rắn không tan, và nó cho vào trong môi trường. Thì cái môi trường của hụn dịch người ta đặt chân bởi cái thuật ngữ là chất dẫn. Cái này là hụn dịch, nó đặt chân bởi cái thuật ngữ là chất dẫn, được chưa? Do đó các bạn chú ý, các bạn phân biệt ở trong cái bài này, nó xuất hiện tần suất rất là nhiều. Thì hiểu hiểu cái từ khi nghe nhắc tới chất dẫn có nghĩa là người ta đang nói là hụn dịch. Và do dược chất rắn nó không tan, cho nên khi chúng ta trộn lẫn cái dược chất ở trong môi trường thì nó sẽ đặt chân bởi cái từ là phân tán. Cho nên trong bài này người ta sẽ dùng từ là phân tán vào chất dẫn hoặc là hòa tan trong dung môi. Đọc nó xuất hiện rất là nhiều, được chưa? Như vậy ở đây các bạn hiểu được tại sao lại là lỏng. Rồi về đường sử dụng á, thì lát nữa chúng ta sẽ có những cái slide riêng nhắc về đường sử dụng. Trong đó có đường tiêm trong da, dưới da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, hoặc là những cái đường đặc biệt, ví dụ như tiêm cột sống v.v. Sử dụng y cụ thích hợp thì nó phụ thuộc vào thể tích và vị trí tiêm. Nếu như các bạn tiêm vào trong, các bạn tiêm thể tích nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng bơm tiêm. Thể tích lớn thì chúng ta sẽ dùng bộ dây truyền dịch. Hoặc là trong trường hợp các bạn tiêm vào trong động mạch thì chúng ta cần sự hỗ trợ của máy tiêm thuốc. Bữa trước thầy có nói sơ với bạn đó. Còn mục đích phòng trị bệnh thì cái này các bạn thấy rồi, tùy theo cái loại dược chất mà chúng ta sẽ có mục đích khác nhau. Về phân loại thì nó có bốn cái cách phân loại này, thì chúng ta đi từng cách một. Cái phân loại đầu tiên á, là phân loại theo dung môi, chất dẫn. Thì ở đây thường người ta sẽ phân loại thành thuốc tiêm dầu và thuốc tiêm nước. Tại sao vậy, phân loại như vậy? Đó là bởi vì cái thuốc tiêm dầu á, thuốc tiêm dầu thì cái môi trường của nó là pha dầu. Mà pha dầu á thì cái sinh khả dụng nó sẽ kém hơn pha nước. Chú ý, sinh khả dụng kém hơn pha nước, lý do là tại vì muốn hấp thu ha, muốn hấp thu hay là phát huy tác dụng á, thì nó phải hơi thân dầu, hơi thân nước. Nhưng mà nếu như nó chỉ thân dầu không á, thì khi các bạn uống vào hoặc tiêm vào thì nó cần phải phân tán từ pha dầu vào trong pha nước thì nó mới đi vào được tuần hoàn. Được chưa? Rõ ràng hệ tuần hoàn của chúng ta, máu ở trong đó chính là nước. Cho nên đây nó phải là hơi thân dầu, hơi thân nước thì nó mới đi vào được tuần hoàn. Khi đi vào tuần hoàn được á thì nó mới bắt đầu chạy khắp cơ thể. Được không? Như vậy các bạn chú ý cho thầy cái chỗ này. Do đó thường thì thuốc tiêm dầu lúc nào sinh khả dụng của nó cũng kém hơn thuốc tiêm nước. Chú ý. Rồi cách phân loại thứ hai là phân loại theo thể tích đóng gói. Đó là thể tích nhỏ và thể tích lớn. Thể tích nhỏ là những cái thể tích mà dưới 100ml. Và thực tế thì thường người ta cũng hay gặp những cái thể tích là 1, 2 và 5 thôi. Những cái thể tích 1ml trở xuống là dùng cho tiêm trong da, dưới da. Tiêm bắp thì nó cỡ khoảng 2, hoặc là hơn 2 một xíu. Còn từ 5ml trở lên thì chúng ta tiêm tĩnh mạch. Về thể tích lớn thì chúng ta theo định nghĩa là trên 100ml. Nhưng thường thì chúng ta hay gặp những cái chai 500 hoặc là chai 1000. Cụ thể hơn đó là đối với những cái thể tích lớn thì người ta sẽ gọi nó là thuốc tiêm truyền. Được chưa? Rồi như vậy ở đây giữa thuốc tiêm và thuốc tiêm truyền nó có sự khác biệt gì với nhau? Thì thứ nhất chúng ta sẽ coi cái thằng tiêm truyền trước đi. Tiêm truyền là nó là thể tích lớn. Như vậy nó phải sử dụng bằng bộ dây truyền dịch. Rồi tiếp theo đường sử dụng của nó chỉ có thể là đường tĩnh mạch. Bình thường các bạn cũng thấy rõ ràng, nếu như các bạn tiêm mà tiêm vào trong da thì không được tiêm quá. Trong da thì nó chỉ có 0,1 tới 0,2ml thôi. Tiêm nhiều hơn nữa thì da chỗ đó nó sẽ bị phồng, nó phồng lên, và tiêm quá thì nó sẽ trào thuốc ra. Tương tự tiêm dưới da, tiêm bắp. Tiêm bắp mà các bạn tiêm cái thể tích mà cỡ trên 5ml á, hoặc là tới 10ml là các bạn sẽ thấy chỗ đó nó bắt đầu có dấu hiệu bị phù. Được chưa? Như vậy khi các bạn tiêm những cái thể tích lớn thì chúng ta chỉ có thể tiêm vào đường tĩnh mạch. Bởi vì khi tiêm vào trong tĩnh mạch đó thì nó sẽ pha loạn với hệ tuần hoàn, nó đi đến bớt các cơ quan, rồi nó cũng được đào thải bớt. Cho nên là ở đây thể tích lớn thì bắt buộc phải chuyên đường tĩnh mạch. Và để tiêm vào trong tĩnh mạch nó không bị nghẹn
Các bạn lưu ý, tĩnh mạch máu nó là nước. Cho nên ở đây nếu như chúng ta tiêm dung dịch dầu, nó sẽ bị tắc mạch. Tiêm hụn dịch là rắn trong lòng, tắc mạch luôn. Được chưa? Như vậy thực tế thì đa số đó là chúng ta tiêm dung dịch nước thì nó mới có khả năng pha loạn với hệ tuần hoàn. Ngoài dung dịch nước ra thì có cái dạng nào mà chúng ta cũng tiêm tĩnh mạch được không? Theo các bạn. Theo các bạn, ngoại trừ dạng dung dịch nước ra thì có dạng nào mà chúng ta sử dụng đường tiêm truyền được? Trừ dung dịch nước nha. Ở lớp mình đâu rồi? Ringer lactate gluco thì nó là dung dịch chứ gì? À rồi đây, thì chúng ta có cái nhũ tương dầu trong nước. Nãy giờ thầy chỉ nhắc tới dung dịch dầu, thầy chỉ nhắc tới hỗn dịch, còn nhũ tương. Nhũ tương nước trong dầu pha ngoại là dầu thì nó giống dung dịch dầu rồi. Nhưng nhũ tương dầu trong nước pha ngoại là nước thì nó cũng có khả năng hòa lẫn được. Và không đâu xa hết, nó chính là những cái chai dịch truyền, dịch dinh dưỡng. Các bạn thấy trong những trường hợp mà bệnh nhân nằm lâu ngày thiếu chất, chúng ta cần phải hỗ trợ cho họ. Thì lúc này chúng ta sẽ có truyền những cái bịch mà chúng ta thấy nó có màu trắng đục đó. Thì đó là những cái bịch dịch truyền dinh dưỡng. Thì trong thành phần nó sẽ có muối, đường, ha. Rồi nó có chất béo, có đạm,
vân vân. À, như vậy khi có chất béo thì bắt buộc nó phải là nhũ tương. Và các bạn thấy màu trắng đục của nó chính là do nó là cấu trúc nhũ tương đó. Thì lúc này cấu trúc nhũ tương giàu trong nước chúng ta cũng sử dụng được. Được chưa? Và do nó ít dùng cho nên khi so sánh ở đây thì chỉ liệt kê chính là dạng dung dịch nước. Nhưng mà nhớ là vẫn có cái nhũ tương giàu trong nước sử dụng được ở đây. Được không? Rồi, khi so sánh với thuốc tim thì nó có dạng thuốc tim thể tích nhỏ thì nó có thể dạng lỏng, pha sẵn hoặc là rắn, chúng ta thêm dung môi trước khi chúng ta sử dụng, giống như những trường hợp ở đây. Được không? Rồi, chúng ta sử dụng bằng kim tim và đường sử dụng thì đa dạng hơn tại vì thể tích nó nhỏ. Về bột đông khô thì cái này chúng ta cũng có, nó chính là cái dạng rắn đó. Một trong những cái cách để làm thành bột rồi chúng ta pha với dung môi trước khi sử dụng, người ta ưa chuộng sử dụng bột đông khô. Tại vì bột đông khô thì trong quá trình mà làm khô chuyển nó thành dạng bột á, thì nó sẽ không sử dụng nhiệt độ cao, ít ảnh hưởng tới dược chất. Và một cái ưu điểm nữa đó là những cái bột đông khô khi cho cái dung môi chất dẫn vào nó lại hòa tan phân tán lại dễ hơn so với bình thường. Được không? Rồi về những cái dạng khác thì chúng ta có chế phẩm sinh học. Những chế phẩm sinh học là những thành phần có nguồn gốc sinh học cũng đòi hỏi vô trùng. Nhìn chung đường tim là đòi hỏi vô trùng hết á. Và dùng theo đường tim thì ở đây chúng ta có vaccine. Hoặc là các chế phẩm từ máu. Những cái chế phẩm từ máu ở đây ví dụ như là chúng ta có huyết tương. Huyết tương bình thường chúng ta tách ra hoặc là những cái huyết tương nhân tạo vân vân. Nó cũng thuộc về cái nhóm chế phẩm sinh học. Về dạng viên cái dưới da thì chúng ta có những cái khối hình trụ, đường kính khoảng 3mm, vô trùng, được cấy ở da. Các bạn thấy đây là đường kính của nó khoảng 3mm, thì nó phải sử dụng một cái kim tiêm đặc trưng cho nó có đường kính lớn hơn. Sau đó chúng ta tiêm, chúng ta cấy vào vị trí dưới da. Dưới da ở đây là thường chúng ta cấy vào ở mặt trong của bắp tay. Được không? Rồi khi các bạn cấy vào mặt trong bắp tay á, thì tại sao người ta lại cấy vào mặt trong mà không là cấy vào những cái vị trí khác? Để bạn coi này. Khi người ta cấy vào mặt trong vị trí bắp tay á, thì nó giúp cho thuận lợi trong quá trình vận động. Vận động nó ít bị va chạm. Được chưa? Thì thực tế thì các bạn cũng lưu ý cho thầy nè. Tại sao mà người ta lại chuyển từ những cái dạng uống sang dạng que cấy tránh thai? Đó là bởi vì khi mà chuyển sang dạng que cấy tránh thai á, thì thời hạn của nó có thể lên 1 năm, 3 năm, 5 năm. Ví dụ như cái trường hợp mà chúng ta có dạng que cấy tránh thai mà nó không phải một que đâu, người ta cấy 6 que. 6 que mà nó cũng mỗi cái góc nó cách nhau 15 độ. Như vậy cấy thành hình rẻ quạt. Và khi cấy thành hình rẻ quạt trên bắp tay như vậy á, thì nó sẽ giúp phóng thích được khoảng 3 cho tới 5 năm. Như vậy giảm đáng kể số lần dùng. Nhưng mà do nó nằm trong tay 3 tới 5 năm thì đây, các bạn thấy phải để cái vị trí mà nó ít bị ảnh hưởng bởi vận động. Được chưa? Rồi, thì đây là những trường hợp que cấy tránh thai. Như vậy nhân tiện liên hệ thực tế nè, coi nè. Như vậy tại sao người ta lại chuyển sang người ta dùng dạng que cấy mà người ta không dùng dạng thuốc uống? Như vậy khi dùng thuốc uống thì có gì bất tiện? Rõ ràng học dược lý rồi đó. Học dược lý, học dược lâm sàng, chúng ta cứ nghe giờ tại sao nó lại người ta lại không thích đường uống mà người ta lại đi chuyển qua người ta dùng cái que cấy. Đúng rồi, cái vấn đề mà người ta lo nhiều nhất đó là quên uống, không có gì hết á. Rồi nhân tiện hỏi thêm nè, cái dạng khẩn cấp với cái dạng dùng mỗi ngày, dạng khẩn cấp tháng dùng mấy lần? Đâu mà một lần. Tháng được dùng tối đa mấy lần? Hai lần thôi. Nếu mà dùng lên đến lần thứ ba là nó có nguy cơ xuất huyết đi. Nó có nguy cơ xuất huyết với ảnh hưởng tới chu kỳ kinh đi.
được chưa? Cho nên trên thực tế mà cái này các bạn cũng thấy nắm xíu mấy cái hướng dẫn sử dụng ghi ở ngoài là một đường, thực tế bán hàng là một chuyện. Ví dụ như sau này các bạn đi phụ nhà thuốc bán hoặc là tự các bạn bán nhà thuốc, các bạn mà thấy cái khuôn mặt thân quen nào đó tới mua tần suất nhiều quá, các bạn nhớ, các bạn nhắc nhở. Bởi vì sao? Bởi vì khi dùng một tháng mà dùng tới lần thứ ba là nó sẽ nguy cơ rất cao là xuất huyết, ảnh hưởng tới kinh. Và thường thì bệnh nhân họ mua về họ đổ cho mình, rất là họ quay ngược lại, họ đổ, họ kêu là tại thuốc mình dở, chứ họ không có nghĩ là tại họ dùng thuốc sai. Cho nên nó quay lại nguy cơ cao, quay lại mắng vốn rất là lớn, được chưa? Cho nên là cái dạng khẩn cấp bỏ qua đi. Còn cái dạng uống một lần một ngày thì sao? Một viên, mỗi ngày một viên á, thì cái mà người ta sợ nhất đó là quên thuốc. Giống như sự khác biệt giữa 21 và 28 viên, đó là khác biệt chỗ nào? Sự khác biệt giữa 21 và 28 viên. Đúng rồi, đó là nó thêm 7 viên. 7 viên các bạn quen gọi là giả dược á, nhưng mà thật ra 7 viên nó có chứa sắt. Thực sự thì 21 cái nào cũng chỉ có 21 viên có dược chất tránh thai thôi. Còn 7 ngày, nếu như là 21 viên thì các bạn phải chờ 7 ngày sau các bạn uống tiếp. Thì để tránh cái việc quên thì ta thêm 7 viên sắt. Như vậy chúng ta sẽ uống liên tục khỏi quên, với lại coi như là bổ sung sắt cho cơ thể. Được chưa? Như vậy ngay cả cái này là thứ nhất là dễ quên rồi nè. Thứ hai là cho dù các bạn uống cái loại 28 viên á, thì khi sử dụng các bạn thấy các bạn học dược lý không? Hắc nẹo nhau và cố luôn. Các bạn là dược sĩ mà cứ suốt ngày thầy cô cứ xoắn hỏi các bạn, nếu như sáng nay quên thì chiều nay uống, nhớ ra uống liền hay bỏ qua. Rồi xong cái trả lời được rồi, các bác nào là nếu sáng hôm sau mới nhớ là ngày hôm qua quên uống thì bây giờ là uống liền một viên hay uống liền hai viên, hay là bỏ đi lặp lại chu kỳ mới đó. Chúng ta là dược sĩ mà còn bị xoắn nào chỗ này, đừng nói tới bệnh nhân. Bệnh nhân làm sao mà các bạn dặn một mớ cái đó mà người ta nhớ được, được không? Như vậy nè, nguy cơ quên uống thuốc, uống quên xong á cũng không nhớ được là dùng như thế nào, được chưa? Cho nên đó là người ta trong những cái trường hợp mà có ý định là tránh thai lâu dài á, thì người ta sẽ chuyển sang que cấy, đau một lần rồi thôi, nhưng mà nó có thể tùy theo loại, các bạn có thể kéo dài được 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm. Như vậy nó sẽ hạn chế được cái việc quên thuốc. Rồi nhân tiện test thử thêm một cái nữa coi biết không nè, thực tế nghề nghiệp nè. Các bạn thấy đối với cái dạng mà uống mỗi lần một ngày nè, bây giờ các bạn quên, giả sử là các bạn quên uống thuốc, không phải quên, giả sử các bạn ngừng uống thuốc để chuẩn bị thả để cho có thai lại, thì sau khi ngừng uống thuốc bao lâu thì có khả năng có thai lại? Cái này là phải biết để còn tư vấn cho bệnh nhân với người thân nè. Sau khi ngừng uống bao lâu thì có khả năng có thai lại? Có người thì kêu 1 tháng, 2 tháng, có bạn thì kêu 3 tháng. Nhưng mà thực tế thì các bạn chú ý cho thầy đó là sau khi mà về xác suất có thì sau khi ngừng thì có. Người ta mới dám, người ta ghi lên trên nhãn quảng cáo là kêu là ngừng thuốc là có khả năng có thai lại ngay. Nhưng mà người ta không nói cho bạn biết là khả năng có thai là bao nhiêu. Thực tế thì sau khi ngừng sử dụng thuốc
Trừ khi là các bạn mới uống có vài tháng hoặc năm, nhưng mà nếu mà các bạn uống cỡ khoảng 2 năm, 3 năm trở lên rồi á, thì nếu mà ngưng sử dụng thuốc thì phải gần 6 tháng nó mới có khả năng có lại. Cho nên là nhiều người á sử dụng 2 3 năm xong cái ngưng uống thuốc. Ngưng uống thuốc xong cái bắt đầu thả, cái thả từ đầu năm thả tới giữa năm, thả hết mùa, ví dụ như COVID vừa rồi thả hết mùa COVID luôn mà cũng không trúng. Thì đi khám, bác sĩ họ đuổi đầu về. Cứ câu đầu tiên của bác sĩ họ hỏi là ngưng uống thuốc người thai bao lâu rồi? Dạ 4 tháng là họ đuổi về. Họ kêu khi nào 6 tháng trở lên thì mới quay lại. Được chưa? Cho nên thực sự là cho dù là uống thuốc thì thật ra nó cũng không có không phải giống như những cái lời quảng cáo cứ kêu là ngưng là có lại đâu. Ngưng á thì nếu mà các bạn uống thời gian ngắn các bạn ngưng á thì mới là có khả năng dính lại. Còn mà uống thời gian dài ấy, thì nó cần phải cái thời gian cho nó phục hồi. Được chưa? Cho nên những cái xác suất mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng vẫn có nhưng rất hiếm. Đa phần nó phải 3 4 tháng trở lên. Trung bình gần 6 tháng. Như vậy biết cái này để còn tư vấn cho người thân ha. Biết đâu có người thân nào hỏi thì còn biết đường tư vấn, hoặc là nói cho người ta chứ đỡ tốn thời gian. Đi ra bệnh viện khám xong cái bác sĩ họ cũng đuổi về. Rồi giờ chúng ta đi đến cái phần các đường tiêm thuốc. Những đường tiêm thuốc thì ở đây chúng ta có đường tiêm trong da này, dưới da, tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch. Những cái vị trí này thì cái slide này thứ nhất đánh dấu kỹ cho thầy này. Các bạn nhớ những ký hiệu đặc biệt để cho chúng ta đánh trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì người ta sẽ viết tắt theo này chứ người ta không có ghi đầy đủ ra. Thứ hai là thứ tự ở đây thì sắp xếp từ trên xuống dưới là cái thể tích tim tăng dần. Thể tích tim tăng dần và sinh khả dụng nó cũng tăng dần. Trong đa số trường hợp thì tim trong da nó sẽ có sinh khả dụng thấp hơn tim dưới da, thấp hơn tim bắp và tim tĩnh mạch là cao nhất, xem như là 100%. Được chưa? Rồi, tim trong da thì chúng ta có thể gặp ở đâu? Chúng ta có thể gặp ở trong tét lao. Nhớ không? Khi chúng ta học về cái test test để kiểm tra các bạn có bị lao hay không á là người ta sẽ tiêm trong da một cái lượng nhỏ. Sau đó tùy theo cơ thể chúng ta đã từng bị lao hay là đang có mầm vi khuẩn lao hay không mà lúc này nó sẽ phản ứng và nó sẽ khiến cho cái chỗ tim trong da nó bắt đầu nó rộp lên. Cái rộp này nó bắt đầu nó rộp nó lớn ra và người ta đo cái đường kính để người ta đánh giá cái mức độ lao của chúng ta. Tim dưới da thì chúng ta có thể gặp ở trong trường hợp điển hình nhất hay gặp nhất đó là insulin tim dưới da. Được chưa? Rồi, tim bắp á thì chúng ta có về cái trường hợp của tim bắp thì không đâu xa hết. Vaccine COVID mà chúng ta mới đi tiêm á, đó là một trường hợp của tim bắp. Được không? Tim tĩnh mạch thì cái này chúng ta cũng thấy quen rồi, rất là nhiều thuốc sử dụng cái đường này. Thì ở đây cho bạn giới thiệu thêm bạn chút xíu. Đó là đây là cấu trúc da nè. Đây là vùng phùng thượng bì, trung bì và hạ bì. Như vậy trong cái thượng bì thì chúng ta tiêm vào ở đâu? Thì thượng bì hay biểu bì á thì đây là cái vị trí mà chúng ta sẽ tiêm tiêm trong da. Tiêm dưới da thì chúng ta sẽ tiêm vào phần hạ bì. Dưới là hạ hạ bì, cái phần mà mỡ màu vàng vàng nè. Rồi, tiêm bắp thì chúng ta tiêm vào hết xuyên qua hết cho đến lớp cơ. Còn tiêm tĩnh mạch thì chúng ta tiêm vào trong mạch máu. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái đường tiêm khó nhất thì nó sẽ là đường tiêm tĩnh mạch. Bởi vì khi tiêm tĩnh mạch á đòi hỏi các bạn phải đưa cái kim nó cái góc độ đúng và đưa vừa thôi. Nếu các bạn đưa cạn quá hoặc là các bạn đưa sâu quá nó sẽ lọt ra khỏi mạch. Và khi các bạn bơm thuốc vào á nó lọt ra khỏi mạch thì nó sẽ làm vỡ vỡ những cái tĩnh mạch nhỏ, những cái mao mạch nhỏ xung quanh. Và cái hiện tượng này chúng ta gọi là hiện tượng vỡ ven á. Nhớ không? Khi các bạn tiêm đôi lúc các bạn xong sau đó thấy điều dưỡng rút ra tiêm qua chỗ khác. Còn cái chỗ tiêm á cỡ khoảng 10 15 phút sau các bạn thấy chỗ đó nó bắt đầu nó bị tím. Những cái mạch máu nhỏ xung quanh nó bắt đầu nó bị sưng nó tím lên. Thì cái này là do nó bị vỡ những cái tĩnh mạch xung quanh. Thì cái này người ta gọi là cái hiện tượng vỡ ven. Được chưa? Như vậy tiêm cái tĩnh mạch thì nó sẽ khó ha. Thì cái đường này là đường khó nhất. Rồi, thì trong quá trình tiêm á thì thực sự tiêm tĩnh mạch nó còn khó nữa là khi gặp một số cái đối tượng mà cái mao mạch khó thấy được là nó nổi lên ở mức nào
để đưa cái góc độ kim nó vô, nó lọt vô. À, khi tim nó dễ lọt xuống hoặc lọt lên, sờ vào mặt thì thấy mặt nó cũng không rõ, được chưa? Thì đối với những cái người này thì khi đi hiến máu hay là rút máu vân vân, người ta rất là sợ thấy rõ, ví dụ như là tim vào bắp tay. Tiêm vào bắp đùi và tiêm vào mông. Nhưng mà thực tế các bạn thấy tiêm bắp đùi hiếm lắm. Tiêm bắp đùi thì các bạn có thể gặp đâu? Tiêm vaccine cho trẻ em á. Tiêm vaccine cho trẻ em thì người ta thích tiêm vào bắp đùi. Đấy không? Nguyên nhân thì đó là bởi vì vaccine cho trẻ em nhiều lúc một lần bé phải tiêm hai loại vaccine. Và khi tiêm hai loại vaccine thì một loại tiêm ở bắp tay rồi thì loại tiêm ở cái vị trí khác tránh xa ra thì sẽ tiêm vào bắp đùi hết. Nhưng còn cái khi các bạn là người trưởng thành, các bạn đi tiêm gần như cứ thấy tiêm bắp là bác sĩ điều dưỡng bắt chúng ta vạch ống tay áo ra tiêm lên bắp tay, giống như bữa rồi chúng ta đi tiêm vaccine vậy đó, chúng ta cũng tiêm vào bắp tay. Nhưng các bạn mà dẫn đi khám cái phòng khám tư, các bạn dẫn đi phòng khám tư, các bạn cần tiêm thuốc. Sau khi khám một hồi bác sĩ tiêm thuốc thì bác sĩ hoặc điều dưỡng ở phòng khám tư á, sẽ bắt các bạn tiêm mông. Như vậy có ai giải thích được cho thầy không? Tự nhiên đi khám phòng bệnh viện công hoặc là đi tiêm vaccine vân vân, người ta bắt tiêm bắp tay. Nhưng mà đi phòng khám tư thì tự nhiên người ta chuyển sang người ta tiêm mông. Đương nhiên những cái này thì nó sẽ liên quan đến thực tế chứ nó không có liên quan gì đến dây sách giấy vở gì hết á. Bởi vì về lý luận thì chúng ta tiêm ba vị trí, chỉ ở vị trí nào cũng được, bắp đùi mông đều được. Nhưng tại sao đi phòng khám tư thì người ta lại đam mê người ta tiêm mông? Các bạn nào lý giải được chỗ này không? Thì các bạn chú ý nha thầy nè, thật ra nó liên quan đến cái vấn đề tôi gọi là vấn đề an toàn, được chưa? Thì các bạn nhìn vô hình này các bạn cũng thấy được rõ thôi, đó là người ta sẽ dựng một cái góc 90 độ người ta tiêm vào. Như vậy đối với người trưởng thành á, và thì khi các bạn tiêm á, thì chỗ này các bạn tiêm hết cây kim luôn, nó vẫn nằm ở trong vị trí bắp. Nhưng mà đối với những cái trẻ em, đặc biệt là nhỏ, thì chúng ta mới hay đưa vào phòng khám tư để đi khám cho nó nhanh. Thì đối với những cái trường hợp này á, thì trẻ em cái bắp tay nó nhỏ, cho nên tim á, thì người ta không có đâm hết cây kim. Đâm hết cây kim là nó đâm hơi bị sâu, cho nên người ta chỉ đâm có cỡ khoảng 2/3 cây kim thôi. Nhưng mà nhiều lúc trẻ em nó cứ quậy ha, nó quậy nó giật, cho nên là tim nó sẽ hơi khó. Thì khi làm ở trong bệnh viện công á, thì không nói, tại vì thứ nhất là tay nghề, thứ hai á, là nếu có sự cố xử lý được hết. Nhưng mà ở phòng khám tư, người ta sẽ đưa cái an toàn với cái giảm nguy cơ lên hàng đầu. Bởi vì họ phòng khám tư mà. Nếu mà lỡ mà có sự cố gì thì sao? Cho nên là họ sẽ lựa chọn phương pháp tim mông. Tim mông thì nó có lớp mỡ với lớp cơ nó dày. Cho nên là người ta cắm cái kim vô, người ta cắm hết cây cũng được. Người lớn hay trẻ em đều vậy. Và người ta tiêm thuốc nhanh vào, người ta rút ra. Cho nên nó sẽ an toàn hơn. Được chưa? Như vậy các bạn hiểu.
cái gì nó cũng có lý do của nó hết. Rồi giờ chúng ta quay lại bên này, chúng ta có cái đường tim đặc biệt. Về đường tim đặc biệt thì chúng ta có tim và tủy sống. Khi tim và tủy sống thì chúng ta thường hay gặp thuốc gây tê, gây mê. Và tim và tủy sống thì chúng ta cũng không tiêm quá nhiều, thì mỗi lần chúng ta tiêm dưới 10ml thôi. Về tim, cơ tim thì chúng ta có adrenaline. Adrenaline thì các bạn nhớ đó, đây là chất chủ vận, được chưa? Vận mạch. Thì adrenaline nó sẽ được tiết ra khi cơ thể chúng ta gặp những cái kích thích mạnh, ví dụ như là sợ hãi chẳng hạn. Thì trong trường hợp này adrenaline người ta hay sử dụng với mục đích là cấp cứu, bởi vì nó là chất chủ vận vận mạch, cho nên nó sẽ giúp phục hồi sinh hiệu. Cho nên chẳng hạn như những cái trường hợp chúng ta bị sốc phản vệ này, ngừng thở, chúng ta bị ngừng tim, thì những trường hợp này người ta sẽ tiêm adrenaline. Và để cho cái hiệu quả nó xuất hiện cao và nhanh thì người ta sẽ tiêm trực tiếp vào trong cơ tim, được chưa? Rồi tim bao khớp. Tim bao khớp thì khi nào người ta nghĩ tới tim bao khớp? Đó là trong những cái trường hợp viêm khớp dạng thấp. Nhưng mà trong cái triệu chứng mà triệu chứng nặng, những cái triệu chứng nặng chúng ta uống thuốc nó phát huy tác dụng không kịp. Bởi vì sao? Bởi vì bao hoạch dịch khớp á, nó cái khả năng thấm thuốc nó kém. Cho nên các bạn mà muốn nó đi vào được bao hoạch dịch khớp, các bạn phải uống một cái lượng nồng độ cao, rồi các bạn cần thời gian cho nó thấm vô. Như vậy khi các bạn uống nồng độ cao thì nó lại dễ gây ra các biến chứng ở trên gan, thận. Cho nên đây trong những trường hợp mà cấp cứu thì người ta sẽ tiêm trực tiếp vào bao hoạch dịch khớp. Tương tự với trường hợp của mắt thì chúng ta có thể tiêm những cái thuốc trị co giãn đồng tử, rồi những cái thuốc kháng sinh vân vân, để chúng ta thực hiện phẫu thuật cho mắt. Thì đối với những cái đường mà chúng ta đưa vào trong slide này thì chủ yếu đó là chúng ta dùng trong cấp cứu hoặc là phẫu thuật. Người ta yêu cầu tác dụng nhanh thì chúng ta mới dùng những cái con đường này. Còn sử dụng thuốc thông thường thì chủ yếu là người ta sử dụng cái con đường thường quy, được chưa? Rồi về thủ thuật tiêm thuốc. Về thủ thuật tiêm thuốc thì thứ nhất á, là chúng ta không nên tiêm hỗn dịch hoặc là các thuốc tiêm dầu và đường dưới da. Bởi vì những cái thuốc hỗn dịch và thuốc tiêm dầu khi tiêm vào dưới da nó lưu giữ lâu và nó gây đau nhức khó chịu. Thì người ta tiêm vào trong bắp, thứ nhất là nó sẽ đỡ đau nhức hơn. Thứ hai là người ta cố ý làm dưới dạng hỗn dịch và dầu, mặc dù người ta biết là tiêm nó đau, nhưng mà người ta nó lại mang lại cái lợi ích, đó là phóng thích kéo dài. Về nhũ tương tiêm đường tĩnh mạch thì nó chính là cái dịch dinh dưỡng lúc nãy thầy nói đó, đó là nhũ tương dầu trong nước. Và ngoại trừ yêu cầu là dạng cấu trúc dầu trong nước thì người ta còn yêu cầu là hẹn bịt dưới 5 micro và độ nhớt không quá cao, để khi tiêm nó có thể hòa lẫn vào trong hệ tuần hoàn, được không? Rồi tiếp theo đó là chúng ta có cái ý này, thuốc ưu trương hoặc nhược trương phải tiêm nhỏ giọt chậm vào tĩnh mạch. Thì ở đây trước khi mà chúng ta đi vào cái đó thì các bạn cần phải nắm được cho thầy như thế nào là đặng trương, ưu trương và nhược trương, được không? Rồi thì đặng trương, ở đây đặng trương hay ưu trương vân vân á, là nó do áp suất thẩm thấu, và cụ thể hơn đó là do áp suất tạo ra do nồng độ hòa của các chất hòa tan. Như vậy nếu như áp suất thẩm thấu trong và ngoài tế bào nó bằng nhau thì nó sẽ giữ nguyên được hình dạng của tế bào, giống như hình này. Trong hình này thì các bạn sẽ thấy áp suất trong và ngoài tế bào bằng nhau, nó sẽ khiến cho lượng nước này đi vào hai và đi ra hai nó cũng bằng nhau. Như vậy tế bào hồng cầu, đây là tế bào hồng cầu, nó giữ nguyên hình dạng hình địa lõm hai mặt. Nhưng nếu như cái môi trường bên ngoài các bạn thấy nó có nhiều dấu chấm, tức là nhiều chất tan hơn, nó ưu trương, thì nó sẽ khiến nước nó bị mất ra khỏi tế bào. Và khi nước nó thoát ra khỏi tế bào, chẳng hạn như hình này nó vô 2 nhưng mà nó ra 4, thì nước nó thoát ra khỏi tế bào nhiều thì sẽ khiến cho tế bào nó bị mất nước và nó bị teo lại. Và khi teo lại, mất nước ban đầu, mất nước ít thì thôi, khi mất nước nhiều thì tế bào của chúng ta nó sẽ chết. Và ngược lại, nếu như gặp trường hợp nhược trương, nhược trương thì lúc này nước nó đi vào tế bào khiến tế bào căng phồng lên. Căng phồng lên thì khi vượt qua cái mức chịu đựng của nó thì nó sẽ vỡ ra. Đây là trường hợp nhược trương, được chưa? Như vậy khi bất kể là ưu trương hoặc nhược trương, nó khi vượt qua mức chịu đựng của tế bào nó đều khiến cho tế bào nó chết. Như vậy để tránh cái trường hợp khi tiêm thuốc ưu trương nhược trương nó gây chết những cái tế bào xung quanh,
nó có thể gây đau, gây hoại tử vân vân. Thì thứ nhất chúng ta sẽ tiêm vào tĩnh mạch. Khi tiêm vào tĩnh mạch nó sẽ được pha loãng với hệ tuần hoàn, nhờ vào đó mà nó bớt ưu trương nhược trương lại. Thứ hai đó là chúng ta cần thời gian để pha loãng, cho nên chúng ta sẽ tiêm nhỏ giọt chậm. Thế đây các bạn hình dung giống y như việc mà chúng ta nhỏ mực vào chung nước vậy đó. Nhỏ mực lên một tờ giấy thì các bạn thấy rất là đậm. Nhỏ vào một chén nước thì các bạn thấy nó bắt đầu nó loãng. Còn khi các bạn nhỏ vào một cái hồ nước thì các bạn thấy gần như nó không thay đổi được màu sắc của hồ nước. Được chưa? Thì ở đây cũng vậy. Mặc dù thuốc của chúng ta ưu trương nhược trương, nhưng khi chúng ta mà chúng ta tiêm vào những cái vị trí, chẳng hạn như tiêm trong da, dưới da hoặc tiêm bắp á, thì cái sự pha loãng nó không nhiều thì nó sẽ gây ra chết tế bào. Nhưng khi chúng ta pha loãng vào trong tĩnh mạch, hệ tuần hoàn, thì thực ra 1-2 giọt này đi vào nó không đáng kể. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cái đặng trương của cả hệ tuần hoàn. Được không? Thì như vậy nhớ, đó là chúng ta phải nhỏ giọt chậm vào tĩnh mạch. Rồi cái sinh khả dụng này thì là các bạn tự đọc ha. Tại vì cái khóa cũ là cái bài sinh khả dụng thì không dạy. Thầy cho tự học học liệu nên thầy đưa vô đây thầy dạng. Còn lớp mình thì học rồi. Bây giờ chúng ta đi đến các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng của thuốc tim. Thứ nhất đó là vị trí. Vị trí thì cái chỗ này là cái slide lúc này thầy đánh dấu đó. Từ trên xuống dưới sinh khả dụng tăng dần theo cái chiều này. Rồi, ở đây có ý thứ hai nè. Đó là khi tim tĩnh mạch một điều duy nhất thì nồng độ thuốc giảm nhanh. Các bạn thấy, đây là tim tĩnh mạch. Như vậy khi các bạn tim tĩnh mạch thì chúng ta sẽ thấy là nó không có sự hấp thu, chỉ có thải trừ. Mà nếu các bạn tim nhanh thì nồng độ cao, nhưng mà nồng độ cao nó sẽ kéo theo là sự thải trừ nó cũng nhanh. Bởi vì tốc độ thải trừ nó sẽ phụ thuộc vào nồng độ thuốc trong máu. Như vậy để tránh cái hiện tượng đó thì chúng ta sẽ tiêm nhỏ giọt chậm. Tiêm nhỏ giọt chậm thì ban đầu nồng độ nó thấp, nhưng mà khi nồng độ nó bị thải trừ bớt thì nó lại được cung cấp thêm. Tại vì nhỏ giọt từng chút một vô, do đó nó sẽ giúp duy trì nồng độ giống như thế này. Và nhờ vào đó mà nó giúp kéo dài thời gian tác động ra. Được chưa? Như vậy các bạn hiểu cái ý này. Tiêm nhỏ giọt mà nhanh á, chúng ta tiêm tĩnh mạch nhanh thì nó giảm nhanh. Khắc phục bằng cách đó là tiêm nhỏ giọt chậm. Rồi, cái này thì là trường hợp cá biệt của insulin. Theo như ở trên bên này á, thì các bạn thấy là tĩnh mạch tim bắp mới tới tim dưới da. Thì ở đây tĩnh mạch vẫn là nhanh nhất, nó nhanh hơn tim bắp. Nhưng mà đối với insulin á, thì nó có tim dưới da bụng, nó tốt hơn tim bắp. Cho nên thực tế khi các bạn tự sử dụng insulin á, thì người ta sẽ khuyên các bạn sử dụng đường tim dưới da, chứ không lựa chọn cái đường tim bắp. Và insulin á, thì khi tiêm dưới da bụng thì các bạn thấy là người ta có chú ý, đó là không tiêm một vị trí mà cần phải thay đổi liên tục cái vị trí khi tiêm. Tại sao? Nhớ không? Tại sao phải thay đổi vị trí liên tục ở ngay bụng khi tiêm? Nó bị cái hiện tượng gọi là loạn dưỡng mô. Được chưa? Loạn dưỡng mô thì các bạn thấy ở chỗ này á, là nó sẽ khiến cho cái chỗ đó là nó bị teo lại. Và nó khiến cho cái da ngay cái chỗ mà các bạn cứ tiêm nhiều á, nó sẽ trở nên nó nhăn nhiều. Được không? Thì cái hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng loạn dưỡng mô á. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta có đường tiêm trực tiếp. Tiêm trực tiếp thì thầy mới nói những cái đường tiêm vào tim nè, khớp nè, cuộc sống nè, mắt nè. Đây là những cái đường mà nó tác dụng nhanh. Chúng ta chủ yếu sử dụng với mục đích cấp cứu. Rồi, về đặc điểm lý hóa của dung môi thì cái này cũng dễ giải thích thôi. Thứ nhất, đó là về trường hợp polymer. Polymer thì nó đóng vai trò là trương nở. Nó cho vào nó sẽ trương nở. Và khi nó trương nở thì nó sẽ trở nên nhớt. Nhớt thì nó sẽ giúp cho nó phóng thích kéo dài và bị thải trừ chậm. Như vậy ở đây mục đích của người ta chính là chỗ này, phóng thích kéo dài. Khi chúng ta sử dụng hỗn hợp nước, cồn hoặc là propylene glycol, thì khi sử dụng hỗn hợp nhiều dung môi thì chắc chắn nó sẽ chuyển hóa chậm hơn là thằng nước. Bởi vì nó có những cái dung môi khác nó cản trở.
Rồi thuốc tiêm dung môi dầu thì có sinh khả dụng kém hơn dung môi nước, lúc này thầy giải thích rồi đó. Đó là tại vì nó cần từ pha dầu nó chuyển sang pha nước thì nó mới đi vào hệ tuần hoàn được. Về hệ số phân bố dầu nước thì hệ số phân bố dầu nước tức là KO trên V kép, nó bằng nồng độ pha dầu chia cho nồng độ pha nước. Thì các bạn sẽ thấy KO trên V kép nó sẽ thể hiện được cái việc thân dầu và thân nước của dược chất. Thì người ta yêu cầu là cân bằng, tức là sắp xỉ 1 để dễ hấp thu. Thì đó là bởi vì sao? Bởi vì nó phải thân nước thì nó mới dễ đi vào hệ tuần hoàn phân bố từ cơ quan. Nhưng khi tới cơ quan thì nó phải hơi thân dầu thì nó mới thấm qua được cái màng sinh học. Nhớ không? Hơi thân dầu nó mới thấm qua được cái màng sinh học. Như vậy ở đây thì người ta yêu cầu là phải vừa thân dầu vừa thân nước cân bằng thì mới dễ hấp thu. Về đặc tính thẩm thấu thì cái này các bạn đánh dấu, các bạn nhớ kỹ này. Người ta rất là dễ lừa các bạn ở đây. Thứ nhất, thuốc tiêm đặng trương thì dung nạp tốt hơn ưu trương và nhược trương. Thì các bạn hiểu cái từ dung nạp thì các bạn mới đánh được. Dung nạp có nghĩa là phát huy tác dụng nhân ít tác dụng phụ. Độc tính. Ví dụ giống như các bạn thường nghe bác sĩ hay nói là bệnh nhân dung nạp tốt với phác đồ điều trị. Bệnh nhân dung nạp tốt với phác đồ kháng sinh 3 thuốc, 4 thuốc. Thì cái từ dung nạp này có nghĩa là cái phác đồ kháng sinh đó nó phát huy được tác dụng, nó ức chế hoặc tiêu diệt được vi khuẩn. Và đồng thời là nó không có thể hiện tác dụng phụ thì ta dùng cái từ dung nạp. Như vậy rõ ràng khi so với ưu trương, nhược trương á thì đặng trương nó không làm thay đổi tế bào, cho nên cái khả năng dung nạp nó sẽ tốt hơn là ưu trương hoặc nhược trương. Cái thằng này rất là dễ. Nhưng cái thằng dưới này hấp thu nhanh. Hơi ưu trương thì hấp thu nhanh. Đó là tại vì delta C. Tốc độ hấp thu nó phụ thuộc vào nồng độ. Như vậy giữa hơi ưu trương và đặng trương thì rõ ràng là thằng hơi ưu trương nồng độ cao hơn, nó sẽ hấp thu dễ hơn. Được chưa? Như vậy nhược trương thì nồng độ thấp thì không nói rồi. Nhưng mà bây giờ lỡ không có hơi ưu trương mà trong đáp án nó có ưu trương không thì sao? Nó không có chữ hơi. Thì các bạn lưu ý, nếu không có hơi ưu trương thì chúng ta đánh vào đặng trương. Nguyên nhân đó là nếu như là ưu trương á thì đúng là nó có delta C thiệt đó. Delta C nó cao nữa. Nhưng mà trong trường hợp ưu trương thì chúng ta lại sợ ảnh hưởng tế bào, cho nên ưu trương thì chúng ta phải tiêm nhỏ giọt chậm. Mà tiêm nhỏ giọt chậm thì thực tế nồng độ máu trong máu nó không cao, cho nên nó hoàn toàn là hấp thu nó sẽ kém. Như vậy thực tế thì ở đây nếu mà là đánh có đáp án hơi ưu trương thì đánh hơi ưu trương, còn không có hơi ưu trương thì chúng ta sẽ đánh đặng trương. Được chưa? Rồi, về cấu trúc của thuốc thì ở đây nó có 4 cái: hụn dịch, dầu nước, dung dịch, dầu nước. Thì sắp xếp ở đây chúng ta cũng không cần phải thuộc lòng đâu, chúng ta hiểu được nguyên tắc là chúng ta xếp được. Cụ thể thứ nhất đó là mới nói ở đằng trước, mới nói ở slide này, đó là thuốc tiêm dầu kém hơn nước bởi vì nó tốn thêm một bước khuếch tán ra pha nước. Như vậy dầu nó kém hơn nước. Như vậy ở đây chúng ta chia làm hai nhóm, đây dầu, dầu kém hơn nước, nước. Rồi trong cái dầu hoặc nước á thì nó có hụn dịch và dung dịch, thì bài số 1 thầy có giải thích rồi, hụn dịch nó sẽ kém hơn dung dịch. Như vậy ở đây chúng ta có hụn dịch nước kém hơn dung dịch nước, hụn dịch dầu kém hơn dung dịch dầu. Hết. Được chưa? Rồi thôi lớp mình nghỉ giải lao xíu ha. Giờ là 8:45. Như vậy cỡ 9:10 chúng ta học tiếp ha. 9:10 chúng ta học cỡ tới 10:10 rồi chúng ta kiểm tra. Wi-Fi bên thầy nó cứ ăn rồi cứ rớt mic. Mới phải reset mạng lại. Đợi chút thầy bật cái ghi âm cái đã nha.
Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái phần kế tiếp, đó là ưu và nhược điểm của thuốc tim, đúng không? Rồi ưu và nhược điểm của thuốc tim á, thì ưu điểm của nó đó là tác dụng nhanh, sinh khả dụng cao và đạt hiệu quả mong muốn trị liệu. Thì các bạn cũng thấy đó là khi chúng ta tiêm bằng đặc biệt là đường tĩnh mạch, nó sẽ cho cái hiệu quả rất là nhanh, được chưa? Tránh được những cái bất lợi của thuốc theo đường uống, ví dụ như là dược chất kém hấp thu qua đường tiêu hóa, hoặc là dược chất kém bền trên đường tiêu hóa. Bởi vì đường tiêu hóa nó có những cái hệ enzyme pH, nó có thể ảnh hưởng đến dược chất. Ngược lại, nó cũng giúp tránh được cái tác dụng phụ của thuốc lên đường tiêu hóa. Chẳng hạn như có những cái thuốc khi các bạn sử dụng nồng độ cao, chẳng hạn như NSAID, nó có thể gây viêm loét dạ dày. Rồi những cái thuốc chẳng hạn như chúng ta dùng cái nhóm morphine, thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bị táo bón, vân vân, được chưa? Như vậy khi chúng ta chuyển sang chúng ta sử dụng đường tim thì nó sẽ không còn bị những cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa này nữa. Còn kháng sinh chẳng hạn, kháng sinh cũng hay dùng. Thì đối với những cái kháng sinh thường thôi, những cái kháng sinh liều mạnh á, mà các bạn dùng nhiều á, thì nó có thể gây mất cái vi sinh lợi khuẩn ở đường ruột. Thật ra các bạn thấy sau những cái phác đồ điều trị kháng sinh thì lúc nào chúng ta cũng được kê sử dụng thêm men tiêu hóa, là vì vậy. Ưu điểm kế tiếp đó là có thể đưa được một cái lượng thuốc rất nhỏ hoặc rất lớn. Những cái đưa lượng thuốc rất nhỏ, ví dụ như vaccine này, hoặc là những dược chất có tính độc mạnh, tác dụng mạnh ở liều thấp, ví dụ như chúng ta có adrenaline này, atropine hoặc là strychnine, được chưa? Rồi hoặc là chúng ta cũng có thể đưa những cái lượng rất lớn, ví dụ như trường hợp truyền dịch dinh dưỡng, muối nước, hoặc là một số cái kháng sinh. Ví dụ như các bạn thấy cái kháng sinh Cipro này, người ta sẽ trong những cái trường hợp mà các bạn nhập viện sau phẫu thuật á, thì người ta sẽ dùng những cái kháng sinh này dưới dạng lỏng. Nó thường là những cái chai 200 cho đến 500, tùy theo cái mức độ mà cái cần thiết, thì người ta sẽ cho truyền những cái kháng sinh này, được không? Rồi như vậy nó hoàn toàn nó lợi thế hơn hẳn so với đường uống. Đường uống mà các bạn cần dùng những cái lượng rất nhỏ thì chúng ta khó làm thành viên. Còn những lượng rất lớn thì chúng ta uống cái tần suất cao thì vừa bất tiện mà vừa chưa chắc là nó hấp thu hoàn toàn. Cho nên đây người ta đây là một cái ưu điểm thấy rõ của đường tim. Sản xuất ở quy mô nhỏ hoặc lớn và có sản phẩm chất lượng cao. Thì cái sản phẩm chất lượng cao này thì hoàn toàn hợp lý, đó là bởi vì yêu cầu chất lượng của thuốc tim á, nó là xếp hàng cao và nghiêm ngặt hàng đầu so với chất lượng những cái thuốc khác. Vì vậy chắc chắn cái chỗ mà chất lượng cao này thì nó đáp ứng, nó thỏa mãn được này, được chưa? Rồi còn về giá hợp lý, ở đây chỉ gọi là giá hợp lý chứ không phải là giá rẻ. Khi các bạn so sánh thì các bạn sẽ thấy nhược điểm của nó là giá thành cao, bởi vì những cái yêu cầu chất lượng của nó lớn. Do đó để đáp ứng được những cái yêu cầu này á, thì người ta cũng đòi hỏi yêu cầu cao về nhà xưởng, vận hành sản xuất, bao bì, y cụ, nhân công, vân vân. Tất cả những yếu tố này nó đều đẩy cái giá thành của thuốc chúng ta lên cao, được không? Rồi về nhược điểm thì nhược điểm đầu tiên đó là gây cảm giác đau nhức, khó chịu khi tiêm, bởi vì cái này là một cái tiêm xâm lấn. Như vậy khi các bạn tiêm xâm lấn có nghĩa là các bạn có tổn thương da, thì ngay tại những cái vị trí đó nó sẽ gây đau nhức. Đó là chưa kể nếu như mà các bạn tiêm thường á thì nó cũng mau lắm. Cái vết thì sau một khi tiêm các bạn thấy người ta chỉ cần người ta dán giống như một miếng băng gòn hoặc là băng cá nhân. Chờ một chút là nó khô lại liền. Nhưng mà thực tế thì cái vết này nó vẫn còn đau. Đặc biệt là khi các bạn tiêm cái đường tiêm bắp. Chẳng hạn như các bạn thấy bữa vừa rồi các bạn tiêm vaccine chẳng hạn. Các bạn tiêm vaccine thì về tác dụng phụ á, thì có người bị người không. Nhưng mà về cái đau nhất tại nơi tiêm á, thì ai cũng có. Bởi vì nhược điểm của cái việc phóng thích kéo dài tại tiêm bắp nó chính là nó gây đau nhất. Như vậy khi mà các bạn sẽ thấy nó nhức nhức, lúc mới tiêm về thì nhức nhiều. Về thì đỡ hơn, nhưng mà lâu lâu các bạn nhấn nhấn vô các bạn cũng sẽ thấy nó hơi nhói. Nếu như mà các bạn lỡ vô tình va chạm trúng cái vị trí tim, nó phải cỡ khoảng 4 ngày, 4-5 ngày nó mới hết hẳn, được chưa? Cần sự chỉ định và thực hiện bởi người có chuyên môn, cụ thể hơn ở đây đó là bác sĩ và điều dưỡng. Chúng ta dược sĩ chúng ta hoàn toàn chúng ta không có tim. Và các bạn cũng thấy đường nào cũng vậy, lúc nào cũng cần có bác sĩ hoặc điều dưỡng tiến hành. Trừ cái trường hợp cá biệt đó là insulin. Insulin á, thì thật ra là do nó đòi hỏi phải tiêm mỗi ngày.
Như vậy ngày nào chúng ta còn phải tiêm hết, cho nên cái việc này nó để tránh phụ thuộc vào bác sĩ điều dưỡng thì người ta mới miễn cưỡng cho tự dùng. Nhưng mà tự dùng thì chúng ta cũng phải được hướng dẫn kỹ, biết cách làm thì chúng ta mới được tự sử dụng, được chưa? Lưu ý về cái chỗ này. Đôi khi có thể gây tai biến, ví dụ như là áp xe nhiễm trùng. Thì những cái trường hợp áp xe nhiễm trùng đó là ngay tại cái vị trí tiêm á, nó bị chúng ta xử lý không sạch, hoặc là sau đó khi mà nó chưa khô hẳn mà chúng ta để cho nó tiếp xúc những cái môi trường bên ngoài thì nó có thể bị nhiễm trùng, nó gây ra áp xe hoại tử ngay chỗ này, sưng mủ đó. Thì những cái trường hợp này thì chúng ta cũng có thể thấy và chúng ta giải thích được. Nhưng tại sao khi chúng ta đi tiêm thuốc mà chúng ta lại bị lây truyền HIV/AIDS, viêm gan hoặc là lao? Nếu như chúng ta bị nhiễm mà là do cái đối với mấy cái đối tượng mà nghiện thì là do dùng chung cái ống kim tiêm bị dính thì không nói. Nhưng mà giờ chúng ta chỉ là người đi khám bệnh ở bệnh viện, chúng ta tiêm thuốc ở bệnh viện. Như vậy khi tiêm thuốc ở bệnh viện, các bạn thấy mỗi cây kim tiêm là sử dụng cây kim riêng. Trước khi tiêm cho các bạn, người ta khui cái mũi kim mới, người ta gắn vào tiêm, tiêm xong là người ta bỏ đi liền. Như vậy tại sao khi tiêm ở bệnh viện vẫn có cái nguy cơ bị nhiễm HIV, viêm gan và lao? Theo các bạn? Như vậy theo lớp mình lý do ở đâu các bạn? Cũng không hẳn là do bao tay ha, thì các bạn chú ý những cái trường hợp này. Thì bây giờ thì những cái trường hợp này hiếm, nhưng mà nó có cái những cái ghi nhận đó, đó là do những cái trường hợp gì, đó là do sự nhầm lẫn thuốc của người này sang người khác. Mà nhầm lẫn gì mà chúng ta dễ gặp nhất, đó là chẳng hạn như cái trường hợp mà các bạn tiêm uống ván. Ví dụ như các bạn bị va quẹt, các bạn bị té xe khi các bạn vào bệnh viện, người ta thường khuyên các bạn sử dụng cái vaccine uống ván. Thì khi các bạn tiêm vaccine á, lúc nào cũng sẽ có một cái thao tác, đó là yêu cầu các bạn tiêm trước một ít để cho thấy là các bạn đã các bạn có bị sốc phản vệ hay không, chờ trong vòng cỡ khoảng nửa tiếng. Nếu như không sốc phản vệ thì chúng ta mới tiêm tiếp phần còn lại, được chưa? Thì trước đây á, khi mà chưa có những cái ghi nhận, chưa có phổ cập nhiều và cảnh báo á, thì trong bệnh viện có một số cái bệnh viện nhiều điều dưỡng họ bất cẩn, họ lười, họ hay có cái thói quen này, họ kêu là ai tới trước lên tiêm nào đó. Thì các bạn cũng thấy tính xấu của người Việt Nam chúng ta, đó là nhiều lúc nghe ai tới trước lên tiêm thì cho dù mình không phải là số 1, mình nhiều lúc mình số thứ tự, số 3, nhưng mà nghe vậy là cũng bắt đầu chạy chen lên giành, được chưa? Dẫn đến việc cái liều mà mới vừa tiêm một ít của người số 1 á lấy ra tiêm cho người số 3. Như vậy cùng một thuốc thì đương nhiên nó không có tới mức độ tác dụng phụ, nhưng mà lỡ người số 1 mà có mầm bệnh thì nó sẽ lây ngay sang người số 3, được chưa? Như vậy để tránh cái trường hợp này thì bây giờ là người ta cũng có quy định và người ta có những cái cách để tránh những cái nhầm lẫn đó. Đó là đối với những cái bệnh viện lớn thì người ta sẽ bây giờ những cái bệnh viện tư hoặc là những bệnh viện công lớn, người ta đều chuyển sang quản lý bằng mã vạch.
Như vậy khi các bạn vô, các bạn đăng ký hồ sơ khám chữa bệnh, ta nhập xong á, thì các bạn sẽ có cái mã vạch tương ứng. Khi có cái mã vạch tương ứng rồi á, thì các bạn đi khám tới cái khâu nào á, thì người ta cũng sẽ có, chẳng hạn như hóa đơn hoặc là những cái chỗ trên cái sổ, người ta sẽ in ra cái mã vạch, người ta dán lên. Thuốc cũng vậy. Như vậy khi mà người ta lên, người ta tiêm á, thì ngay trên những cái mã vạch đó, ngoài trừ việc là quét bằng máy nó hiện thông tin á, thì trên mã vạch nó cũng sẽ có tên và năm sinh. Như vậy nó sẽ đối chứng được cái này để biết là tiêm có đúng người hay không. Được chưa? Còn trong những cái bệnh viện mà người ta chưa thực hiện được cái này, thì người ta cũng tìm cách để người ta giảm thiểu cái nguy cơ bằng cách gì? Đó là người ta sẽ yêu cầu là thứ nhất là điều dưỡng á, khi tiêm xong là phải kẹp cái hóa đơn. Kẹp cái hóa đơn, cái tên của cái thuốc đó đó, cái tờ giấy phiếu tiêm thuốc với cái ống kim tiêm kẹp chung. Và khi gọi á, thì phải không có được phép gọi theo cái kiểu đó nữa. Không được gọi theo kiểu ai tới trước lên trước, mà sẽ dựa vào tên. Ví dụ như tên An, anh An sinh năm 95, quê ở Lâm Đồng lên đó. Thì khi đọc những cái thông tin đó thì nó sẽ hạn chế được cái việc nhầm lẫn, được không? Cho nên ở đây thì mặc dù trong nhược điểm nó ghi là lây truyền HIV, viêm gan, lao, thì trước đây có cũng nhiều, chứ còn giờ cái xác suất này nó rất là hiếm gặp, được không? Bởi vì người ta đều biết và người ta nhắc nhở, người ta tránh lặp lại những cái sai phạm ở đây, thì chú ý. Như vậy đây là về cái nhược điểm ở chỗ lây truyền các bệnh ha. Bây giờ chúng ta đi vào yêu cầu chất lượng. Thì yêu cầu chất lượng ở đây nó có rất là nhiều yêu cầu chất lượng. Và như thầy mới nói, đó là yêu cầu chất lượng nó cao nhất so với các chế phẩm khác. Thì người ta gom nó thành 7 nhóm yêu cầu chất lượng. Thì ở đây chúng ta đi vào từng cái nhóm một ha. Nhóm thứ nhất đó là nồng độ và hàm lượng phải chính xác. Lý do đó là bởi vì khi chúng ta sử dụng đường tiêm, nó sẽ cung cấp nồng độ nhanh và cao ở trong máu. Ví dụ giống như là đường tiêm tĩnh mạch là nó sinh khả dụng gần như 100%. Tiêm xong là nó có cái nồng độ rất lớn. Như vậy nếu như mà nồng độ hàm lượng không chính xác thì nó có nguy cơ gây tai biến trầm trọng nếu như đây là thuốc độc mạnh. Vì vậy chúng ta cần phải kiểm soát bằng cách gì? Thứ nhất đó là tính toán cẩn thận. Thứ hai là cân đông thì phải có kiểm tra giám sát. Giống như tuần trước ngay chỗ cân đông thì có nói đó. Đó là khi cân đông á, thì một người tiến hành. Nhưng khi sản xuất á, thì phải là có thêm một người đi kèm để kiểm tra. Cái người đi kèm kiểm tra coi các bạn cân đông đúng không? Để tránh trường hợp gì? Nhiều lúc á, khối lượng cần 12,05 gram. Nhưng khi qua tay người cân, họ mệt, họ bữa đó mệt mỏi, mất tập trung hay đang suy nghĩ gì đó, thế là họ cân lên 12,50. Và cái 12,50 này là các bạn sẽ thấy quá liều, tác dụng phụ liền. Được chưa? Như vậy khi cân đông thì cũng phải có kiểm tra giám sát. Thậm chí ngay cả lúc các bạn pha thành cái thuốc tiêm rồi, các bạn lúc vừa pha xong thì người ta gọi là bán thành phẩm. Chỉ khi nào mà đóng gói, dán nhãn thì lúc đó mới gọi là thành phẩm. Thì những cái bán thành phẩm này chúng ta phải đi kiểm tra thêm lần nữa. Đó là đem đi định tính, định lượng. Thấy định lượng đạt rồi thì chúng ta mới được đóng vào trong bao bì. Bởi vì đóng vào bao bì, thường những cái bao bì này đóng xong chúng ta hàn ống lại. Cho nên là đóng xong rồi mà mới phát hiện là trừ khi là bỏ đi hết và là đập lấy ra lại. Nhưng mà các bạn thấy đập lấy ra lại thì nó sẽ có những cái mảnh thủy tinh. Cho nên ở đây bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ. Đạt thì chúng ta mới được đóng gói. Khi đóng thì để tránh cái việc thiếu thể tích thì đối với thuốc tiêm lỏng thì người ta yêu cầu là đóng dư. Cái này là bữa trước thầy có nhắc đó. Về chỗ thể tích thì nó phải là cộng chứ không phải là cộng trừ. Thì thể tích dư để tránh dính bao bì và dụng cụ. Lưu ý về điểm này. Rồi về yêu cầu thứ hai, đó là thuốc tiêm phải vô khuẩn. Để thuốc tiêm vô khuẩn thì các bạn chú ý, đó là mục đích của nó là để giúp cho chế phẩm không có độc. Giống như lúc nãy thầy phân tích, đó là nếu như nó có vi khuẩn thì chẳng khác gì tự cấy mầm bệnh vào cơ thể. Thậm chí ở đây nó có một cái nữa gọi là nội độc tố. Thì nội độc tố là cái phần yêu cầu chất lượng kế tiếp á. Thì cái này người ta còn gọi là chất gây sốt. Những cái này là khi vi khuẩn nó nhiễm vào và nó phát triển, nó tiết ra, chúng ta tiêm vào thì sẽ khiến cho thân nhiệt nó tăng. Thì người ta gọi là chất gây sốt, chí nhiệt tố. Kế đến đó là chúng ta có ổn định. Ổn định ở đây đó là để tránh heo hụt hàm lượng, đục tủ thuốc. Tức là cho dù vi khuẩn nó không có độc tính, nó vi khuẩn lành tính, nhưng trong quá trình phát triển nó cũng ảnh hưởng đến độ ổn định của thuốc. Thì cái này ngay đầu bài thì có nhắc.
Được chưa? Thì để đáp ứng được điều này thì chúng ta cần gì? Cần cơ sở điều kiện sản xuất đảm bảo. Đó là chúng ta xử lý vô khuẩn, đạt cấp độ sạch, tránh nhiễm chéo và nhân viên tuân thủ chế độ vệ sinh. À, thì ở đây các bạn có thể lật nhanh đến cái slide này. Các bạn lật nhanh đến slide 118. Ở đây để đảm bảo được cái môi trường sạch, vô khuẩn, tránh nhiễm chéo thì người ta cần có chuẩn bị, đó là cơ sở. Cơ sở thứ nhất nó phải là có môi trường ít hoặc tránh xa nguồn ô nhiễm. Cụ thể hơn, các bạn thấy những cái xí nghiệp bây giờ nó sẽ bị đẩy ra các quận ngoại thành hoặc là đẩy ra các khu công nghiệp, ví dụ như khu V-Ship 1 chẳng hạn. Thì tại sao người ta lại làm như vậy? Đó là bởi vì khi các bạn đẩy ra những cái khu ngoại thành, những cái khu V-Ship á, thì nó sẽ tránh được cả hai hướng. Hướng thứ nhất đó là tránh ô nhiễm từ cơ sở sản xuất ra môi trường. Trong quá trình sản xuất thì những cái nước thải, những cái chất thải từ cái nhà máy nó có thể ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến khu dân cư. Ngược lại, những cái khu dân cư nó cũng thể ảnh hưởng đến sản xuất. Bởi vì những cái khu dân cư, cái nước thải của khu dân cư nó có thể ảnh hưởng đến nguồn nước. Rồi những cái bụi này, những cái côn trùng này, vi khuẩn, nó theo không khí nó có thể ảnh hưởng đến những cái khu vực sản xuất. Cho nên tốt nhất đó là hai cái khu vực này cách xa nhau ra. Được chưa? Rồi, tiếp theo đó là cơ sở thì không quá chật hoặc quá rộng. Nếu như chật á, thì không có chỗ nghỉ ngơi. Rồi sắp xếp trang thiết bị sát nhau thì chúng ta khó thao tác, khó vận hành hoặc là vệ sinh nó. Cho nên yêu cầu là không quá chật. Nhưng cũng không quá rộng. Tại sao lại rộng thì tốt thôi, dễ làm, rộng rãi. Nhưng tại sao lại không quá rộng? Thì các bạn hình dung nó giống y như cái phòng ngủ của chúng ta với cái máy lạnh vậy đó. Nếu như cái phòng của chúng ta nó nhỏ, chúng ta có thể sử dụng những cái máy lạnh một mẹ. Nhưng nếu như cùng cái máy lạnh đó mà các bạn đưa ra phòng khách nó rộng hơn hẳn, máy một mẹ chạy không được, các bạn phải tăng lên máy 1,5 hoặc là 2 mẹ. Được chưa? Công suất của nó. Như vậy ở đây cũng tương tự. Đó là đối với nhà xưởng á, thì diện ngoại trừ cái tiền của cái diện tích nhà xưởng ra, thì nó còn liên quan đến cái gì nữa? Đó là để đảm bảo được cái không khí của nhà xưởng thì nó cần có thông gió, điều hòa, ánh sáng thích hợp. Nó cần có hệ thống để điều chỉnh nhiệt độ từ 18 tới 25 độ C, độ ẩm từ 35 đến 50 độ C. Thì nếu như chỉ là điều hòa thôi thì chưa nói, nhưng mà cơ sở pha chế thuốc tim để sạch á, thì nó cần cái hệ thống lọc không khí. Nó lọc không khí nó tương tự như những cái máy lọc không khí ở nhà của chúng ta á. Nó có cái hệ thống lọc HEPA. Và cái hệ thống lọc HEPA này nó cung cấp cho một cái diện tích phòng rất là lớn. Cho nên là nó đòi hỏi, thứ nhất nè, chi phí vận hành. Thứ hai á, là các bạn thấy những cái máy lọc không khí định kỳ chúng ta còn phải thay cái loại của nó nữa. Cho nên là nó còn cái loại lọc của nó cũng sẽ ảnh hưởng tới giá thành. Như vậy cái kinh phí đầu tư, vận hành và kiểm soát được cái cấp độ sạch của nó rất là lớn. Và như vậy nếu như các bạn làm phòng quá rộng thì nó sẽ dẫn đến là cái giá tiền nó cũng lớn theo. Cho nên ở đây chúng ta phải bố trí nhà xưởng hợp lý thôi, không làm quá rộng. Cần phải đảm bảo được nguyên tắc liên tục một chiều. Nguyên tắc liên tục một chiều là một cái nguyên tắc mà khi tiến hành để tránh nhiễm chéo. Cụ thể hơn ha, đây chúng ta sẽ có cái nguyên tắc liên tục một chiều, đó là đi từ thành phẩm và nguyên liệu khác nhau, đi từ chưa hoàn thiện tới hoàn thiện. Thì các bạn có thể coi ví dụ trong cái hình này. Trong cái hình này thì chúng ta có gì đây? Đây là kho nguyên liệu. Từ kho nguyên liệu chúng ta sẽ đi đến phòng kiểm tra nguyên liệu. Như vậy kho nguyên liệu nó còn nguyên cái bao này. Men qua đây, chúng ta khui cái niêm ra. Chúng ta khui niêm ra, chúng ta lấy nguyên liệu, chúng ta bắt đầu chúng ta test thử. Chúng ta test thử thấy đạt thì chúng ta cân đông và chúng ta mang qua khu vực pha chế. Đó là khu vực chúng ta hòa tan. Được chưa? Rồi, thì ở đây giữa cái khu vực này nó có một cái phòng người ta gọi là airlock. Thì airlock á, thì nó sẽ có hai cái cánh cửa. Ở đây nó có một cái cửa này. Rồi ở đây nó sẽ có một cái cửa nữa để nối hai khu vực. Và cái airlock, cái này khi dịch ra, đôi lúc chúng ta còn gọi nó là chốt gió. Cái airlock chốt gió này nó có cái lợi ích gì?
nó có lợi ích gì? À, thì cái lợi ích của cái e-lock chuốt gió ở đây á, thì các bạn chú ý cho thầy, đó là lợi ích của nó, đó là tránh người ta sẽ xem nó như là một cái phòng tiền vô khuẩn, và nó tránh nhiễm ở giữa hai khu vực. Thường á, khu vực pha chế lọc nó là khu vực sạch cao. Nếu như là thuốc tim thì đây là khu vực vô khuẩn. Còn ở bên này á, là cái khu vực cái độ cấp độ sạch nó ít hơn. Như vậy để ngăn tránh nhiễm giữa hai khu vực này nè, thì chúng ta sẽ hạn chế bằng gì? Bằng e-lock. Cơ chế của nó đó là hai cái cửa này thì mỗi lần chỉ được mở một cửa, chỉ có thể mở một cửa thôi. Ví dụ nếu như các bạn đang từ phòng kiểm tra nguyên liệu, các bạn đi vào trong e-lock, các bạn đóng cửa lại. Khi các bạn đi vào trong e-lock, các bạn đóng cửa lại, thì nếu các bạn đóng cửa mà các bạn đóng không kín, thì cửa của phòng pha chế các bạn mở không được. Chỉ khi nào các bạn đóng kín phòng kiểm tra nguyên liệu thì cái bên này hệ thống nó mới cho chúng ta mở cái cửa để đi vào khu vực pha chế. Tương tự, khi chúng ta vào khu vực pha chế mà chúng ta đóng cửa không kín, thì nếu có người đi từ bên này tới, họ không mở được cửa để vào e-lock. Như vậy mục đích của nó đó là để tránh lưu thông không khí giữa phòng kiểm tra nguyên liệu và phòng pha chế. Như vậy không có lưu thông không khí thì nếu những cái bẩn, những cái vi khuẩn từ phòng kiểm tra nó không có ảnh hưởng được tới cái khu vực pha chế. Như vậy cái vai trò của này là cái vai trò người ta gọi là phòng tiền vô khuẩn và để tránh nhiễm giữa hai khu vực. Rồi, thậm chí đó là giữa hai cái phân xưởng hoặc là những cái bộ phận này nè, đôi lúc người ta có thể nâng cấp từ e-lock thành cái gọi là e-shower, gọi là tắm gió. Tắm gió thì cái hoạt động nó cũng y chang như cái e-lock thôi. Nó chỉ khác đó là khi các bạn đóng cửa lại thì ở phía trên đầu chúng ta nó sẽ có một cái hệ thống thổi khí xuống. Cái hệ thống thổi khí từ trên đầu chúng ta thổi xuống, nó sẽ thổi mạnh để thổi bay những cái tóc, bụi bẩn, côn trùng nó bám ở trên người chúng ta, thổi mạnh ra và gom hết vào trong góc phòng. Thì cái này người ta gọi nó là air shower, được chưa? Tắm gió, được không? Rồi, như vậy nhớ được cho thầy cái chỗ air lock với cái air shower chỗ này, nó đóng vai trò là nó ngăn nhiễm giữa hai khu vực, được không? Tiếp theo đó là khi các bạn pha chế xong lọc, lọc thì chúng ta cần bao bì để chúng ta, cụ thể là cần ống để chúng ta đóng vào, được chưa? Rồi giờ cần ống để đóng vào á, thì các bạn chú ý nè, đó là khi chúng ta, nếu bây giờ chúng ta đi ngược lại kho nguyên liệu chúng ta lấy ống, thì khi các bạn đi ngược lại, các bạn đi tới, nó lại có nguy cơ nó nhiễm, nó có nguy cơ mang thêm từ phòng kiểm tra vô đây, được chưa? Thì để hạn chế cái đó, và cái nguyên tắc của chúng ta là nguyên tắc gì? Liên tục một chiều, có nghĩa là chúng ta chỉ có đi tới chứ chúng ta không có đi lui. Thì để tránh cái hiện tượng đó thì chúng ta sẽ có bao bì, chúng ta chuẩn bị bằng một con đường riêng. Con đường bao bì chúng ta chuẩn bị ở đây, rửa và sấy tiệt trùng. Sấy tiệt trùng xong thì để đưa vào khu vực lọc á, thì nó tương tự như e-lock, nó sẽ có một cái tủ. Ở đây người ta gọi là tủ sấy hai cửa. Như vậy khi ban đầu các bạn mở cửa bên này, các bạn cho vào, các bạn đóng lại thì nó sẽ vận hành. Chỉ khi nào mà nó sấy khô và sạch tiệt trùng luôn, kim luôn tiệt trùng á, thì bên này chúng ta mới mở cửa để chúng ta lấy vào khu vực lọc được. Như vậy nó sẽ hạn chế tiếp xúc và cũng hạn chế nhiễm không khí từ bên này qua khu vực lọc, được chưa? Như vậy nó thể hiện cho bạn đó là đường đi, thành phẩm và nguyên liệu khác nhau. Còn đi từ chưa hoàn thiện tới hoàn thiện, nó chính là ý liên tục một chiều này, đó là nó chỉ đi tới chứ không có đi lui. Lọc xong đóng chai, đóng chai hấp tiệt khuẩn, soi mẫu, soi mẫu xong chúng ta kiểm tra bán thành phẩm, in dán nhãn và đi ra thành phẩm. Như vậy chúng ta chỉ có đi tới chứ chúng ta không có đi lui. Lưu ý cái chỗ này ha. Như vậy cái này người ta gọi là nguyên tắc liên tục một chiều. Rồi để cho cái phòng của chúng ta đảm bảo sạch á, thì ngoại trừ cái điều kiện thông gió thì còn phải có vật liệu. Vật liệu xây dựng chịu được ẩm, hóa chất, bức xạ. Thì thường á, ở đây người ta sẽ không dùng gạch đá. Bởi vì gạch đá khi chúng ta ốp lát nó vẫn có những cái khe hở. Những cái mà chúng ta gọi là chỉ gạch đó. Những cái khe hở đó thì các bạn sẽ thấy là cho dù là chúng ta bôi cái keo chỉ gạch vô thì thực tế là nó vẫn dơ. Mới nhận nhà các bạn thấy nó sạch trơn, nhưng ở một thời gian các bạn thấy những cái chỗ đó nó sẽ bị đen, mà các bạn có chà rửa nó cũng rất là khó sạch trở lại. Như vậy đây là những cái vị trí nó dễ bám bẩn, dễ vi khuẩn. Thì thực tế là đối với cái hành lang á, thì người ta sẽ dùng xi măng, người ta dùng xi măng lỏng, người ta chén vô để không có những cái khe nứt.
Còn ở trong những cái khu vực phòng sản xuất á, thì người ta sẽ chạy nhựa, thường người ta chạy nhựa polymer. Những cái nhựa polymer này thì nó có khả năng nó chịu được ẩm, hóa chất, bức xạ. Được chưa? Rồi, bề mặt nhận bóng cũng là vậy. Dễ lau chùi thì có một cái đặc trưng các bạn thấy rất là đáng chú ý, đó là góc phòng. Ở trong những cái góc phòng bình thường ở nhà chúng ta, những cái góc vuông chỗ này này, khi các bạn lau chùi á, nó rất là khó lau. Nếu các bạn lau chùi các bạn thấy nó dễ bị bám bẩn, đặc biệt là cái góc sát. Như vậy để cho dễ vệ sinh thì ở trong nhà xưởng những cái góc này này, người ta sẽ bo tròn nó lại. Người ta bo cong bo tròn nó lại để cho chúng ta dễ rửa, dễ vệ sinh, dễ lau chùi nó. Cho nên nếu mà các bạn đi thực tập xí nghiệp, các bạn chú ý ở những cái góc phòng nó sẽ có những cái đặc điểm như thế này. Được chưa? Rồi tiếp theo đó là giờ chúng ta tới cái về nhân viên thì sao? Nhân viên á thì nó đảm bảo được cái sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và đặc biệt các bạn thấy ở bên ngành nghề nào thì không biết, chứ ở bên cái ngành nghề này thì các bạn thấy là nghỉ phép rất là dễ. Ở bên những ngành khác các bạn còn phải tìm lý do, tìm hôm nay em cảm xúc nặng, em có người thân gì gì đó, đủ lý do để xin nghỉ. Nhưng mà khi các bạn đi làm bên xí nghiệp, nếu các bạn cảm xúc xin nghỉ cái một, chỉ cần nói kêu hôm nay em cảm xúc sổ mũi ho là tự động cho nghỉ liền. Bởi vì không có ai cho phép một người đang bệnh, mang mầm bệnh vào trong cái khu vực sản xuất hết. Chú ý, được chưa? Rồi, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và trang phục bảo hộ. Thì trước khi vào khu vực sản xuất á, thì chúng ta sẽ ngồi, chúng ta xoay người, chúng ta vệ sinh. Vệ sinh thì lúc này chúng ta sẽ vệ sinh thay dép, rồi xong ra rửa tay, giống như mấy cái bước mà chúng ta rửa tay xà phòng á, 6 bước á. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ thay một cái bộ bảo hộ lao động. Khi thay bộ bảo hộ lao động á, thì tùy, nếu như xưởng thuốc viên á, thì đồ nó cũng tương đối bình thường thôi. Nó giống mấy cái bộ đồ mà các bạn thấy trong mấy cái hình chụp, mấy cái bộ đồ màu xanh, màu trắng, màu hồng gì đó, tùy, có đổi thêm nón. Nhưng nếu như các bạn sản xuất trong thuốc tim á, thì chúng ta trước khi vào khu vực vô trùng thì thường người ta bắt tắm sạch và thay đồ bảo hộ lần 2. Thì cái đồ bảo hộ lần 2 này nè, là cái đồ giống nha, nó bịt các bạn từ trên xuống dưới, đầu, tay, chân này, không, bịt kín hết. Thậm chí ở đây là do đang kính cận cho nên mang như thế này, chứ còn không á, thì nhiều lúc người ta bắt các bạn phải thêm cái kính này chụp vô được. Và nhiều lúc thầy chọc kêu là đi làm xí nghiệp thấy rất là sống, rất là lành mạnh, tại vì các bạn thấy ngày tắm mấy lần. Đương nhiên đó là nhiều chỗ người ta làm không đúng quy định thôi, chứ còn làm đúng quy định á, thì chỗ này nè, khi vào khu vực vô trùng á, các bạn tắm các bạn thay đồ lần 1, rồi xong cái trưa các bạn ra ăn trưa, chiều các bạn vô làm tiếp, các bạn lại phải tắm thay đồ lần 2, ngày tắm 2 lần. Còn nếu mà ở giữa cái giai đoạn đó mà có việc cần đi ra ngoài, hoặc là đau bụng đi ra ngoài vân vân á, thì các bạn sẽ thấy là tắm thay đồ lần 3 vân vân. Cho nên các bạn thấy là nhiều lúc chọc kêu là làm gì chứ làm bên xưởng thuốc tim thì gọi là bao sạch. Được chưa? Rồi như vậy thầy mới giới thiệu cho các bạn sơ về cơ sở điều kiện sản xuất. Đương nhiên nó còn cái chỗ cấp độ sạch nữa thì cái đó nó hơi dài, tuần sau thì nó riêng ha. Nhân viên tuân thủ các phương pháp tiệt khuẩn. Các phương pháp tiệt khuẩn này thì chúng ta tự đọc trong học liệu nhớ nha. Học liệu có quay, có dạng, bài dạng đó. Rồi về chất sát khuẩn, tức là chúng ta áp dụng những cái cách này rồi nhưng chúng ta cảm giác vẫn không an tâm lắm thì chúng ta có thể kết hợp thêm chất sát khuẩn. Thì những chất sát khuẩn ở đây nó có thể là nước, những chất sát khuẩn thương nước á, ví dụ như chlorcresol, hoặc là thủy ngân hữu cơ phenin mercuric nitrat, hoặc là nibaete, tức là nhóm paraben đó. Đối với thuốc tim dầu thì chúng ta có thể sử dụng phenol hoặc là cresol. Như vậy đây là chất sát khuẩn, được không? Rồi, tuy nhiên khi sử dụng chất sát khuẩn thì các bạn cần phải chú ý cho thầy, đó là nếu như không phải trường hợp nào chúng ta cũng dùng nó được. Chúng ta chỉ sử dụng được cho thuốc tim đơn liều hoặc đa liều nhân lượng nhỏ cho mỗi lần dùng. Cụ thể như thế nào là nhỏ? Thì cái lượng mà dưới 15ml là nhỏ. Không dùng thuốc tim với liều trên 15ml. Hoặc là những cái thuốc tim nó tác động nhanh
ví dụ như tim tĩnh mạch, rồi tụy sống, tim, mắt, những cái chỗ mà vị trí tác động nhanh hoặc là cấp cứu. Rồi, lý do đó là bởi vì những cái chất sát khuẩn khi nồng độ nó đủ cao thì nó sẽ không chỉ tiêu diệt vi khuẩn mà nó tiêu diệt luôn các tế bào và máu. Và khi tiêu diệt những cái tế bào và máu thì nó gây ra cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng phá huyết đó. Được chưa? Vì vậy đối với những cái đường mà tác động nhanh như tim tĩnh mạch, tụy sống, tim mắt, người ta không dùng. Rồi như vậy còn tại sao nó còn liên quan tới cái vấn đề là liều? Vấn đề liều á, đó là bởi vì chất sát khuẩn chúng ta thêm vào được tính theo nồng độ phần trăm. Như vậy nếu như là 1 ml thì khi các bạn nhân nồng độ phần trăm lên, hàm lượng chất sát khuẩn nó rất thấp. Nhưng cái lượng các bạn sử dụng là 100 ml thì cái tổng cái lượng chất sát khuẩn đưa vào trong cơ thể nó nhiều lên. Và khi nó nhiều lên thì nó sẽ gây ra độc tính. Được chưa? Do đó ở đây chúng ta cần lưu ý là chất sát khuẩn chỉ sử dụng cho thuốc tiêm đơn liều hoặc đa liều nhân lượng nhỏ của mỗi liều. Không dùng cho thuốc tiêm trên 15 ml. Và trong những cái nhóm thầy mới giới thiệu ở bên này thì cái nhóm người ta khá là ưa chuộng đó là nhóm nitrate, nhóm paraben. Nó an toàn, ít độc tính. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái yêu cầu chất lượng kế tiếp, đó là chất gây sốt hay còn gọi là độc tố vi khuẩn. Rồi đối với chất gây sốt, độc tố vi khuẩn thì ở đây chúng ta có chất gây sốt, nó còn có tên gọi khác là chí nhiệt tố. Cái này là tên Hán Việt của nó. Nhiều tài liệu vẫn quen gọi nó là chí nhiệt tố. Đối với chí nhiệt tố, chất gây sốt, đây là những chất mà khi nhiễm vào thuốc thì sau khi tiêm nó sẽ gây ra cái phản ứng tăng thân nhiệt. Cụ thể đó là giai đoạn đầu tiên á, 15 tới 30 phút đầu tiên, người ta sẽ bắt đầu có triệu chứng ớn lạnh ở tủy sống và toàn thân. Sau đó nó sẽ lan ra cái toàn thân và thể hiện ở rét run, tức là miệng run lập cập, tay chân run lập cập trong vòng 15 tới 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ sốt tăng thân nhiệt ở 40 độ C. Tăng thân nhiệt 40 độ C xong thì chúng ta sẽ vã mồ hôi và bình phục. Như vậy đây là cái triệu chứng của sốt. Được chưa? Rồi, như vậy triệu chứng sốt này các bạn thấy nó cũng hơi giống như những cái lần mà chúng ta bị cảm hoặc là sốt siêu vi. Cảm sốt siêu vi nhiều lúc chúng ta cũng thấy tự nhiên thấy lạnh, chui vô phòng đắp chăn. Nhưng mà đắp chăn hồi chúng ta vẫn thấy lạnh, nhưng mà nằm được một chút cái tự nhiên chúng ta thấy chúng ta người nóng hổi. Chúng ta ra bấm nhiệt độ thay 40 độ C. Được chưa? Như vậy những cái triệu chứng này thật ra nó cũng giống như những triệu chứng cảm bình thường. Nên nếu như chúng ta mà phát hiện sớm và xử lý kịp thời, cộng thêm là sức khỏe tương đối tốt, thì triệu chứng này nó không trầm trọng. Nhưng nếu như đối tượng là những người đang bị suy yếu, ví dụ như người già, bệnh nhân hậu phẫu, thì những cái triệu chứng này nó sẽ có nguy cơ đe dọa tử vong. Được không? Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân để chúng ta đưa ra cái cách khắc phục chính xác và phù hợp cho nó. Thì cái nguyên nhân đầu tiên mà người ta nghĩ tới đó là do độc tố của vi khuẩn Gram-âm. Đây là cái trường hợp đầu tiên mà người ta phát hiện được trong các y văn. Thậm chí bây giờ khi mà nhắc đến cái chất gây sốt, người ta vẫn quen gọi nó là độc tố vi khuẩn Gram-âm. Như vậy khi những cái vi khuẩn Gram-âm nó nhiễm vào trong nước cất pha tim và trong hoạt động sống, nó tiết ra các chất. Thì những chất này khi nó đi vào trong cơ thể thì nó sẽ bị bạch cầu đa nhân, bạch cầu đa nhân trong máu nó phát hiện và nó tiêu diệt theo cơ chế thực bào. Thì những cái thành phần mà đi từ bên ngoài cơ thể vào này, người ta gọi nó là chí nhiệt tố ngoại. Ngoại là bên ngoài đó, đi từ bên ngoài cơ thể vào. Nó sẽ bị bạch cầu đa nhân tiêu diệt theo cơ chế thực bào. Như vậy nếu như chị ngân ở cái giai đoạn này thì chúng ta không bị sốt. Như vậy chúng ta bị sốt là do đâu? Đó là do chí nhiệt tố nội. Sau khi song song với cái quá trình bạch cầu đa nhân nó tiêu diệt những cái chí nhiệt tố ngoại á, thì cơ thể chúng ta nó sẽ tiết ra chí nhiệt tố nội và nó kích thích vùng trung tâm điều nhiệt ở vùng dưới đồi. Và cái này nó mới chính là nguyên nhân gây ra sốt. Như vậy khi đọc tới đây nhiều bạn sẽ có cái thắc mắc kêu là
sao cơ thể chúng ta nó ngốc quá vậy? Tự cơ thể chúng ta nó tiết ra chất khiến cho cơ thể chúng ta sốt. Thì các bạn lưu ý, thực ra đó là lý do là bởi vì không, cơ thể chúng ta nó không phản hồi, nó không có cách nào nó nói lên cho chúng ta biết là bạn đang bị có chất lạ vào trong cơ thể. Cho nên cơ thể nó phải dùng một cái cách gián tiếp này, đó là nó sốt. Nó làm nóng sốt để cho chúng ta biết là cơ thể chúng ta đang có một điều gì đó bất thường, cần tìm ra và xử lý nó ngay. Được chưa? Như vậy, những cái cơ chế sốt của chúng ta là do chỉ nhiệt tố nội. Thì các bạn nắm được cái cơ chế ở đây. Như vậy, sốt là do cơ thể nó tự kích thích. Và những cái này nó thuộc về cái di truyền trong gen chúng ta rồi. Giờ chúng ta không thể nào mà cắt bỏ cái phản ứng này của cơ thể. Như vậy, lúc này cái cách cắt bỏ duy nhất đó là ngăn không có chỉ nhiệt tố ngoại. Thì giờ chúng ta tìm hiểu để chúng ta né nó ra. Thì chỉ nhiệt tố ngoại, nguồn gốc của nó đó là chủ yếu là do vi khuẩn gram âm, giống y như cái trường hợp ghi nhận đầu tiên y văn thôi. Nhưng người ta thấy một số vi sinh vật khác và nấm men nó cũng có thể tiết ra các chất đóng vai trò là chỉ nhiệt tố ngoại. Thậm chí những chất tiết này nó không chỉ là do hoạt động sống của vi sinh vật, mà kể cả chết nó vẫn có nguy cơ nó gây ra. Đó là khi các bạn tiêu diệt vi khuẩn bằng nhiệt độ cao. Khi các bạn tiệt khuẩn bằng nhiệt độ cao thì vi sinh vật nó chết, nó sẽ hình thành màng tế bào. Thì những cái màng tế bào này nó cũng đóng vai trò là chỉ nhiệt tố ngoại. Do đó mà chúng ta mà muốn ngăn cái chỉ nhiệt tố thì thường người ta sẽ hướng tới cái cách đó là ngăn từ ban đầu. Tức là không được để cho nó nhiễm vào thuốc, không được nhiễm vào nước cất vân vân. Chứ không có ai mà đợi nhiễm vi khuẩn rồi chúng ta mới xử lý. Bởi vì khi nhiễm vi khuẩn rồi chúng ta xử lý á, thì thường cho dù giết nó để lại những cái màng tế bào này, thì những cái màng tế bào nó cũng đóng vai trò là chất gây sốt. Được chưa? Rồi, như vậy những cái nguyên nhân mà do vi khuẩn, bất kể là do nó sống nó tiết ra hay nó chết nó để lại á, thì những nguyên nhân do vi khuẩn này người ta gọi nó là nội độc tố vi khuẩn, endotoxin. Được không? Rồi, tiếp theo á, là những nguyên nhân không phải do vi khuẩn. Ví dụ như natri nucleat, hỗn dịch mịn canxi phosphat, peptone hoặc là chất chiết từ cao su lưu hóa có vết kẽm. Những nguyên nhân này nó không phải do vi khuẩn nhưng nó cũng gây sốt. Do đó ở đây người ta phân ra thành hai. Thứ nhất đó là nội độc tố. Endotoxin, tất cả những nguyên nhân do vi khuẩn, kể cả vi khuẩn gram âm, vi sinh vật hoặc là nấm. Rồi, còn cái nguyên nhân thứ hai đó là những cái nguyên nhân không do vi khuẩn. Ví dụ như là natri nucleat, hỗn dịch canxi phosphat, peptone, chất chiết từ cao su lưu hóa. Thì tất cả những cái này thì người ta sẽ gọi nó là chất gây sốt. Như vậy các bạn nhớ, chất gây sốt là cái khái niệm mà nó bao trùm luôn cái nguyên nhân do vi khuẩn và không do vi khuẩn. Như vậy tại sao các bạn phải cần nắm rõ cái thuật ngữ ở đây? Đó là bởi vì nó liên quan đến cái test. Khi kiểm tra chất lượng thuốc tim á, nếu như các bạn mà kiểm tra độc tố vi khuẩn thôi, thì chúng ta có cái test gọi là phương pháp Limulus, dùng để kiểm tra giới hạn nội độc tố vi khuẩn. Và cái này nó được lấy từ máu của con này. Con này là con gì các bạn? Con này con gì nhìn quen không? Đúng rồi, con này là con sam biển. Được chưa? Như vậy đối với cái con sam biển này á, thì các bạn có thể lật tới cái này. Người ta sẽ lấy máu con sam biển này, người ta làm thành cái thuốc thử, phương pháp thử Limulus. Slide 143. Thì cái phương pháp thử Limulus nó trực tiếp nó cho chúng ta biết kết quả của nội độc tố vi khuẩn. Ưu điểm của phương pháp này là thực hiện trong thời gian ngắn khoảng 1 giờ và có độ nhạy cao. Tức là chỉ cần có một lượng nhỏ nội độc tố vi khuẩn là nó phát hiện được liền. Nhưng nhược điểm của phương pháp này là giống như cái thầy mới phân biệt á, nó chỉ phát hiện được những nguyên nhân do độc tố vi khuẩn thôi. Còn những nguyên nhân không do độc tố vi khuẩn nó phát hiện không được. Như vậy để phát hiện được tất cả những cái nguyên nhân
thì người ta có cái cách thử thứ hai, đó là thử ở trên trên thọ. À, khi thử trên thọ thì đối với cái cách thử này á, chúng ta sẽ tiêm trực tiếp thuốc vào trong thọ và đo thân nhiệt. Thì như vậy, nếu như ban đầu người ta thử trên ba con, nếu như thân nhiệt của một con tăng không quá 0,6 độ và thân nhiệt của cả ba con tăng không quá 1,4 độ thì chúng ta kết luận là không có chất gây sốt, được chưa? À, còn ngược lại thì có. Như vậy khi cách thử trên thọ này thì người ta không cần quan tâm nguyên nhân của nó là do vi khuẩn hay không do vi khuẩn. Người ta chỉ cần biết là nó có khiến cho thọ bị tăng thân nhiệt hay không, được chưa? À, như vậy ở đây các bạn chú ý, để phát hiện được những nguyên nhân này đó thì cái thọ nó có lợi ích như vậy, nhưng tại sao người ta không ưa chuộng? Đầu tiên các bạn phải nuôi thọ, các bạn phải nuôi chọn những con thọ nó có trọng lượng hơi giống nhau. Rồi thứ hai là thân nhiệt nó rất là dễ bị biến động do ngoại cảnh, giống như chúng ta thôi. Chúng ta đang có chuyện gì đó bực bội, hoặc là chúng ta đang bị stress, thì thậm chí đơn giản, nếu như ngày hôm đó mà có một cái tiếng ồn gì đó nhiều, thọ nó khó chịu, nó stress, nó bực bội trong người, nó cũng tăng thân nhiệt. Như vậy cái kết quả của nó thường nó sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Và đồng thời là khi thử trên thọ thì cái thời gian chúng ta theo dõi nó phải dài hơn, lâu hơn. Cho nên là chỉ trong những trường hợp mà thực sự cần thiết người ta mới thử trên thọ. Còn không thì người ta sẽ sử dụng phương pháp Demulus để test nhanh. Như vậy các bạn nhớ, đó là phương pháp Demulus là để phát hiện nội độc tố. Còn khi mà chúng ta muốn thử được tất cả các nguyên nhân thì chúng ta sẽ thử bằng cách thọ. Nhớ không? Rồi, tiếp theo đó là chúng ta có yêu cầu về pH. Về pH thì thứ nhất đó là yêu cầu phải phù hợp với sinh lý cơ thể, nhất là để dược chất dễ dung nạp. Thì sinh lý cơ thể là bao nhiêu? Đó là 7,4. Cụ thể hơn đó là 7,35 đến 7,45. Ở pH này thì nó giúp tránh kích ứng tế bào và tránh đau buốt nơi tim. Đúng pH sinh lý. Nhưng không phải thuốc nào nó cũng ổn định ở pH 7,4. Có những thuốc mà khi các bạn đưa về pH 7,4 thì thuốc của chúng ta nó kém bền, dễ bị phân hủy hoặc là kém tan. Như vậy lúc này chúng ta cần phải cân nhắc một yếu tố nữa, đó là dược chất ở pH đó, dược chất nó phải hòa tan ổn định và giữ được hoạt tính. Như vậy trong những trường hợp này, đôi lúc chúng ta có thể cân nhắc lệch ra khỏi mức 7,4, thì cái khoảng pH mà chấp nhận sử dụng được đó là 2.5 tới 10. Đây là khoảng mà pH cơ thể có thể dung nạp. Thì đối với cái pH mà cơ thể có thể dung nạp ở đây thì các bạn sẽ thấy nó hơi dung nạp, hơi acid mạnh hơn một xíu. Đó là bởi vì cái hệ đệm. Những cái hệ đệm trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta có những cái hệ đệm phosphat, hệ đệm carbonat, nó sẽ có tính khả năng chịu đựng được mức acid tốt hơn. Và nếu như các bạn sử dụng hệ đệm á, không phải là pH sinh lý nữa, thì nhớ là chúng ta cần truyền tĩnh mạch lượng nhỏ. Nó giống như cái thằng ưu trương nhược trương đó. Đó là khi chúng ta truyền tĩnh mạch lượng nhỏ thì nó sẽ pha loãng dần trong hệ tuần hoàn, nó ít ảnh hưởng đến pH của cơ thể, được chưa? Rồi, ngoài như những trường hợp này ra thì có một cái trường hợp người ta cố ý, người ta dùng pH như yếu tố điều trị, tức là người ta cố ý pha pH lệch ra, và mục đích sử dụng ở đây cũng chính là pH của nó. Đó là trong trường hợp bệnh nhân bị mất thăng bằng kiềm toan máu. Mất thăng bằng kiềm toan máu các bạn nghe thì nó hơi lạ, nhưng mà các bạn nghe cái tên khác thì các bạn thấy quen hơn, đó là nhiễm toan huyết và nhiễm kiềm huyết. Như vậy đối với nhiễm toan huyết, thì chúng ta sẽ sử dụng những chất có tính kiềm, ví dụ như là natri hydrocarbonate. Còn nhiễm kiềm huyết thì dùng chất có tính axit, ví dụ như ammoni chloric. Và lưu ý là khi dùng hệ đệm thì nên sử dụng hệ đệm yếu để cho nó dễ dung nạp, ít gây đau. Bởi vì những cái hệ đệm mạnh trong quá trình sử dụng nó sẽ thay đổi pH của sinh lý nó nhiều, như vậy nó dễ gây đau hơn. Về biện pháp thực hiện thì ở đây các bạn chú ý đó là có hai trường hợp. Thứ nhất đó là thuốc tiêm dầu và thứ hai là thuốc tiêm nước. Thì thuốc tiêm dầu thì chúng ta có gì cần chú ý? Thuốc tiêm dầu thì cách để chúng ta điều chỉnh pH nó khá là dễ. Bởi vì sao? Đối với dầu thì nó sẽ không phân ly tạo ion, nó chỉ phân ly tạo ion trong môi trường nước thôi. Như vậy đầu tiên chúng ta khử nước.
không còn nước thì sẽ không còn môi trường để phân ly H cộng OH trừ. Như vậy nó sẽ không có pH. Tiếp theo, đó là trong dầu, đặc biệt dầu thực vật á, thì nó thường có axit béo tự do. Thì những cái axit béo tự do này chúng ta sẽ tiến hành chúng ta trung hòa nó. Khi chúng ta trung hòa nó thì nó sẽ làm không còn axit béo tự do thì pH của nó sẽ trung tính. Như vậy chúng ta sử dụng trực tiếp. Như vậy đơn giản. Thấy chưa? Chúng ta chỉ cần phải điều chỉnh pH đối với những cái thuốc mà nó có dung môi nước thôi. Được không? Rồi tiếp theo là đối với trường hợp mà dung môi nước thì lúc này giờ chúng ta điều chỉnh pH. Điều chỉnh pH dung môi nước thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là pH rộng. Ví dụ như nó bền dược chất chúng ta ổn định trong pH từ 5 cho tới 7. Từ 5 tới 7 đây là một khoảng rộng như thế này thì chúng ta sẽ điều chỉnh trực tiếp pH bằng axit hoặc bazơ. Ví dụ như các bạn sử dụng axit lactic, axit citric. Hoặc đây là những axit yếu ha, hoặc là chúng ta trực tiếp dùng axit mạnh nhưng nồng độ loãng HCl 10%. Tương tự chúng ta sẽ có thể là xử lý đối với cái natri hydrocarbonate hoặc là NaOH 10% cho cái trường hợp cần pH kiềm. Như vậy đây là pH rộng. Còn nếu như khoảng pH của nó là pH hẹp, ví dụ như nó chỉ ổn định trong pH từ 4,5 tới 5 thôi. Như vậy khi các bạn điều chỉnh pH ở đây nè, các bạn dùng chất để điều chỉnh, thứ nhất nó dễ bị lệch, và thứ hai cho dù không bị lệch á, thì trong quá trình bảo quản nó vẫn có khả năng nó thay đổi pH vượt ra ngoài khoảng này. Như vậy trong những cái trường hợp mà pH khoảng hẹp á, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng hệ đệm. Thì ở đây chúng ta có hệ đệm citrat, phosphat, carbonate, và các bạn ghi chú cho thầy đó là không dùng đệm borid, borat. Không dùng hệ đệm borid, borat. Lý do đó là bởi vì tại sao nhấn mạnh này? Đó là khi các bạn học ba thuốc nhắm mắt hoặc là một số cái dạng thuốc khác á, các bạn thấy người ta vẫn dùng hệ đệm citrat, citrat, borid, borat vân vân. Nó có bốn cái hệ đệm thường gặp, là ba cái hệ đệm này với borid, borat. Nhưng riêng trong thuốc tim á, thì không dùng đệm borid, borat vì nó gây ra hiện tượng ly huyết. Các bạn chú ý, ghi chú này lại. Người ta rất là dễ hỏi trắc nghiệm. Còn hiện tượng ly huyết là gì thì tuần sau khi chúng ta học cái phần đặng trương á, thầy sẽ giải thích cho bạn rõ hơn. Được chưa? Nhưng mà nhớ là không dùng hệ đệm, hệ đệm borid, borat. Rồi, khi các bạn sử dụng pH lệch ra khỏi mức sinh lý á, thì trong quá trình tim nó thường gây đau. Thì để giảm đau thì chúng ta sẽ sử dụng theo những chất giảm đau. Ví dụ như là novocaine, lidocaine. Đây là hai thuốc gây tê ha. Rồi chúng ta có thể sử dụng ancombenzilit. Ancombenzilit thì đây nó chính là chất giảm đau, và nó kiêm luôn vai trò là chất bảo quản thân dầu.